Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game kiếm hải tặc. Hiện tại ở đây đến thời điểm mình quay video này đang diễn ra ở đây là sắp sửa rơi vào đã hiện diện ra top top 8 người mạnh nhất rồi. Thì hiện ra 8 người mạnh nhất rồi thì hiện tại hôm nay mình sẽ sửa nick một chút xíu. Tại vì sao ta phải sửa nick? Tại vì đơn giản mình thấy là cái tỷ lệ thắng nó vẫn chưa cao. Ví dụ hôm nay mặc dù thắng nhưng mà thắng theo kiểu 3-1. Tất nhiên là biết là đen thôi nhưng mà tuy nhiên mình vẫn muốn tăng cái cơ hội thắng lên một chút xíu. Tại vì mình nói chung là mình dạo này giải đấu nó không thành công lắm nên mình hy vọng sẽ có một chiến thắng nó áp đảo một chút xíu nên mình sẽ sửa lại một chút. Và giờ trước khi vào nội dung chính của video này, anh đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì mình quay video này trong cái giai đoạn là hiện ra top 8, tức là đánh chuẩn bị đánh tứ kết, đúng không? Còn cái lúc lên video chắc đấy giải đấu chắc là xong rồi, thì có thể đã vô địch rồi hoặc có thể đã thua rồi, đúng không? Tại giờ ta không nói trước được, vì lúc mình sửa mình không thể nói trước được tương lai sẽ thắng hay thua. Nhưng mà bây giờ về mặt lý thuyết như vậy, sau đó ta sẽ điều chỉnh một chút xíu. Thì hiện tại đối thủ tỷ lệ cao của mình ngày mai gặp đối thủ là One, thì nói thật là với cái lực chiến của One thì mình không đánh giá cao lắm. Thì mình nghĩ là bạn này thì dù có sửa hay không sửa chắc cũng win thôi. Nhưng mà tiếp tục ở ngày tiếp theo tỷ lệ cao thì Tuệ Minh 200 bao nhiêu với lại Hưng San 200 ba mấy. Cái team này về lực chiến này khá là cân nhưng mà xem qua sức mạnh một chút xíu thì nói chung thì cũng cảm giác này tướng cũng na ná nhau. Ví dụ như bên này thì Chopper Brook, bên này Chopper Brook đi Tesoro. Còn bên kia thì nhưng mà không có Uta. Còn bên này thì Tuệ Minh có Uta, thì nói thật là bên có Uta bên không Uta thì mặc dù lực chiến Tuệ Minh thấp hơn chút xíu nhưng mà mình vẫn đánh giá cao bên có Uta hơn. Tại vì ra con Uta nó vẫn là cái gì đó nó khác biệt trong cái phiên bản hiện tại, vì nó dù gì nó là tướng mới nhất mà. Còn tất nhiên là nếu giả sử trong trường hợp mà gặp Hưng San thì mình cũng sẽ sự điều chỉnh đội hình khác. Tại vì Hưng San thì tại đang chơi đội hình gồm có Brook với Chopper. Nhưng mà nếu giả sử Hưng San để như vậy, thì mình cũng không thực sự đội hình hiện tại cũng không cần sửa. Nhưng nếu giả sử bạn đẩy Brook lên sớm cho Chopper đánh sớm ấy, tức là đấy bạn sẽ nhủ chí 75 độ ấy, thì mình sẽ điều chỉnh lại cái đội hình Gru. Còn nếu bạn ấy để nguyên như vậy thì mình chỉ để cho cái đội hình sửa mới nhất thôi. Ở giờ thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Còn với đội hình của Tuệ Minh hiện tại đây chỉ chơi một mình ở đây chỉ mỗi Chopper, tức là chỉ nhủ chí được 40 độ ấy thì sẽ không ảnh hưởng đến đội hình mình chuẩn bị xếp. Tiếp tục sang bên này nữa thì ta có ở đây là Lady May đã thắng bạn F1 rồi. Và như vậy Lady May đang sử dụng đội hình cũng chỉ có mỗi mình Chopper thôi. Nên là cũng có thể yên tâm được là không lo vấn đề nhu trí nhiều. Tại vì hiện tại con Odin mình nếu chơi đội hình hiện tại thì Odin nó chỉ có được 150 nộ thôi. Nên thành ra là cứ dưới 50 nộ là ok, cứ nhu trí dưới 50 là ok. Bạn này chơi thì cũng chỉ có một mình, bạn này có Brook Chopper nhưng bạn này chơi Tesoro đánh đầu. Và bạn này tỷ lệ cao bạn cũng sẽ thua thôi. Vì xét thực lực thì bạn này đấu với lại Lady May, mình biết nhánh này chắc là Lady May được sáng cửa đi tiếp nhất. Hoặc không thì là Orca, mình sẽ thử Orca một chút xíu. Orca hoặc Lady May sẽ đi tiếp thôi, chứ còn mình không đánh giá cao hai bạn kia. Nên thật ra mình không để ý nhiều. Ví dụ đây vẫn chỉ có Chopper, bạn này chơi Brook Chopper hơi nguy hiểm này. Đấy thì mình sợ mấy bạn này thôi. Thì nếu mình gặp những bạn chơi Brook Chopper đặc biệt đánh sớm có thể gây nhủ chí nhiều sớm ấy thì có thể mình sẽ điều chỉnh lại đội hình Gru một chút xíu. Còn nếu trong trường hợp mình gặp Lady May hoặc gặp Tuệ Minh linh tinh thì mình sẽ chốt luôn đội hình hiện tại. Còn hôm nay mình sửa đội hình nhưng mà có thể mình chưa update vào trong cái vương giải chiến đâu, mà chỉ là sửa trước thôi. Tại vì với đội hình hiện tại thời vẫn đang thắng được ấy thì hiện tại cũng không cần sửa mà chỉ chuẩn bị dần thôi. Rồi, tiếp tục bây giờ mình tiến hành sẽ bắt đầu vào nội dung chính hôm nay, ta sẽ sửa đội hình như nào. Thì với đội hình ngày hôm nay mình sẽ có chút sự điều chỉnh. Từ tí mình qua báu vật một chút xíu đã. Đây, bỏ cái này đi. Thì với đội hình ngày hôm nay thì về mặt lý thuyết chung ấy thì mình sẽ sửa theo nguyên tắc là mình sẽ cho con Queen vào tăng sức khống chế lên. Nhưng mà chờ chút xíu nữa. Mình giải quyết qua một tí cái này đã. Rồi, bây giờ tiếp tục ra sửa nick tiếp nhé. Thì ở đây mình sửa nick bây giờ vứt con Queen vào trong đội hình, rất là dự kiến là chơi Uta này, đến Odin này, đến Jax, đến Queen, đến Main. Thì để xây dựng được đội hình này cho nó hợp lý một chút xíu ấy, tất nhiên là chưa phải hợp lý tuyệt đối đâu, mà chỉ là khá hơn chút xíu thôi. Thì với đội hình này hiện tại ấy, thì mình sẽ phải tiến hành sẽ điều kiện cần sẽ cần là 4 quả tên lửa và 2 quả thiên long. Cái điều kiện này khá là khó dùng nên thành ra chỉ là xem tham khảo nhé. Chứ còn chúng ta rất khó áp dụng cái kiểu đội hình này. Tại vì 4 quả tên lửa đó là cái điều rất là khó rồi. Hai quả thiên long còn càng khó hơn. Thực ra ấy, nếu với những bạn nào có tiền thì lấy hai quả thiên long sẽ dễ hơn lấy 4 quả tên lửa. Tại vì đua tên lửa nó hên xui đúng không? Nhiều khi bạn không cứng thì đôi khi rất khó kiếm lắm. Nhưng ở đây hiện tại vì Gru mình có 4 quả tên lửa nên thành ra mình sẽ chơi 4 tên lửa, một chi thức và 2 thiên long để mình xây cái đội hình này. Tại sao mình cần nhiều tên lửa như vậy? Là để mình căn cái hồi sinh thôi. Tại vấn đề phức tạp nhất đây vấn đề hồi sinh. Ở đây thì hiện tại Gru không chuyển sinh Uta nên tỷ lệ cao Uta sẽ có chỉ số thấp nhất. Vậy như vậy Uta sẽ hồi sinh chính nó luôn và đồng thời sẽ hồi sinh con nộ khí cao nhất.
Thì với cái thứ tự xếp như thế này ấy, thì chắc chắn là con nộ khí cao nhất mình muốn hồi sinh được nhiều nhất thì mình phải để con Jack là con nộ khí cao nhất. Tại vì khi đó con Jack nộ khí cao nhất được thì nó mới hồi sinh được. Và khi đó tiếp tục là Gru có con main sử dụng đồ phổ hồi sinh theo nộ khí thấp nhất. Như vậy để có thể tối ưu hồi sinh được thì mình phải căn nộ cho con Queen mới là con nộ khí thấp nhất thì mới tối ưu được vấn đề hồi sinh. Odin tự hồi sinh chính nó rồi không cần quan tâm. Còn nãy ở Uta đã hồi sinh chính nó theo cái kiểu nộ cái chỉ số thấp nhất, chỉ số trung bình thấp nhất rồi. Đấy cái nộ khí vậy. Thực ra ấy, chỉnh vậy hơi vất vả một tí xíu, tại vì đơn giản chỉnh vậy thì lại để con Jack nộ sẽ hơi khó một tí xíu. Thực ra con Queen nộ có thể hồi thêm nộ, thì nếu mình để con Queen lên trước ấy, thì mình chỉnh sẽ dễ hơn. Nhưng mà tuy nhiên là vì con Jack nó đánh nó phá miễn dịch nên mình vẫn muốn là cho con Jack nộ trước để nó phá miễn dịch trước thì ta có thể đọc chút cái chỗ kỹ năng của nó. Thì bạn có thể thấy là kỹ năng nộ của nó ấy, trong đây con số nào nhỉ? Đây, sức mạnh cuồng nộ tiến tới hàng sau địch gây sát thương bỏ qua haki phòng và hủy bỏ toàn bộ khả năng miễn dịch hiệu ứng của những mục tiêu này. Xóa bỏ toàn bộ các hiệu ứng bất lợi cho đồng đội. Tức là nó vừa xóa hiệu ứng bất lợi cho đồng đội và lại xóa miễn dịch cái con hàng sau, đúng không? Còn khi bạn đọc lên con Queen một chút xíu thì bạn thấy như sao? Con Queen khi nộ mình đang tính là khi nộ khí nhá. Thì con Queen khi nộ bạn có thể thấy một điều là con Queen này nó sẽ tiến tới là gì nhỉ? Nó sẽ thêm một lần sát thương bỏ qua haki phòng boost cho toàn đội hiệu quả bảo hộ, miễn dịch mọi sát thương bỏ qua phòng ngự, cuối cùng tiến tới hàng sau team địch gây sát thương 35% ma công bỏ qua ma phòng và khiến chúng không thể di chuyển trong một lượt. Tức con này sẽ thêm để khống chế hàng sau. Tức ý mình muốn nói là mình dùng Jack để phá miễn dịch của nó đi, để cho Queen đánh bồi và khống chế hàng sau, để mình cố gắng mình thường hàng sau sẽ là hai con, để mình cố gắng mình khống chế hai con của địch đi, đúng không? Còn con Odin ấy, con Odin thì khi nó chém thì ví dụ như là trong cái thiên phú, nhớ không nhầm, như là đánh nổ cái tỷ lệ phá bỏ toàn bộ hiệu ứng có lợi của hai kẻ địch ngẫu nhiên. Thì giả sử nếu là ngẫu nhiên mà ngẫu nhiên trúng hai con đằng sau thì không có gì nói rồi, thì nó không chế không nói làm gì. Nhưng nếu giả sử nó trúng được hai con hàng trước chẳng hạn ấy, thì phải tự nhiên cái số lượng mà mình khống chế được ấy nó sẽ cao lên rất nhiều. Còn nếu mình chơi đội hình cũ hiện tại, mình chơi Brooklyn Tinh thì cái tỷ lệ khống chế mình nó không cao lắm, nên ra mình không kỳ vọng nhiều. Nên ra mình muốn ở đây là tăng cái sự khống chế lên. Tại vì khi mình khống chế được địch thành công, mình phá được các lớp miễn dịch ấy, thì với cái sát thương to của Gru ấy thì cái tỷ lệ mình thắng sẽ cao hơn. Còn tất nhiên đen là vẫn thua thôi. Nói thật với bạn điều đen vẫn thua thôi. Nhưng tuy nhiên mình nghĩ là vậy, cơ hội thắng sẽ cao hơn. Nên ra mình hoàn toàn muốn cho vào. Và cái vấn đề áp lực nhất của mình vẫn để căn hồi sinh, đúng không? Vậy như vậy thì để có thể hồi sinh được đúng ấy, thì đầu tiên là Uta chắc chắn phải có trái tên lửa với thiên cơ rồi thì mới có thể nộ luôn tên 1 rồi. Tại vì đang chơi kiểu Uta nộ sớm nên chắc chắn con này phải dùng cái này rồi. Và khi con này nộ nó búp cho toàn đội 50 nộ khí, đúng không? Tiếp tục như vậy đến tiếp là đến con thứ hai, con Odin. Thì con Odin này vì sao mình bảo tránh các team có cả Brook cả con Chopper, tại vì chúng nó hồn nhu trí tận 75 độ cơ. Nhưng mà mình có cái lợi thế hiện tại là lực chiến Gru cao nhất lên server ở này. Nên thành ra hiện tại Gru luôn đánh trước thì mình sẽ giảm bớt cái rủi ro nhu trí một lần. Tức là lúc đấy thì mình chỉ thì con Odin ấy. Con Odin ấy khi đó nộ ấy nó chỉ cần làm sao cái độ khí nó trên 40 là được. Tại vì giả sử nếu địch có để con Chopper đứng đầu ấy thì chỉ nhu trí ở 40 độ thôi, thì đợi đến lượt mình đánh trước mà thì Odin ra đòn luôn, nên thời gian mình cũng không cần thiết phải quá sợ. Vì với mình thì vậy, thì như vậy thì búp 50 độ thì khi con Odin có tên lửa ở đây, có tên lửa cộng 75 độ ở đây thì nó có 75 cộng với lại 50 hiện tại là 125. Thực ra nếu muốn an toàn tí nữa thì mình phải búp thêm tí độ nữa, tức là ở đây hiện tại thấy 125 độ vẫn có thể mình nhu trí, nên thành ra những đứa nào mà chơi Chopper thứ lên sớm vẫn có thể phá độ được. Đấy cái điều mình lo lắng nhất là lo lắng cái vấn đề này thôi. Nhưng mình thấy là đa phần mọi người có Uta là người ta cũng không chơi độ sớm được vậy đâu. Thế mình còn nếu trong trường hợp mà đối thủ cho con Brook hay Chopper đánh sớm thì mình sẽ điều chỉnh lại tí cho Odin chắc chắn độ, đúng không? Thì bằng cách mình thay một quả thiên cơ ở đây thôi, thiên long ở đây thôi, thì đó mình sẽ chấp nhận là có thể mình sẽ không hồi sinh được Queen hay cái gì đó. Còn đây hiện tại mình chơi tinh thần là nếu mọi người giữ nguyên đội hình thì bạn có thể thấy ví dụ như nếu mình đánh giá cao cho Lady May vào trong slot mấy nhỉ? Cho Lady May sẽ là một người nhánh bên kia và Gru vào chung kết gặp Lady May chẳng hạn ấy, thì với con Chopper đứng slot 4 thì slot 5 mình gần như mình không sợ. Lúc đấy chắc mình độ xong rồi. Còn nếu giả sử như mình gặp anh Tuyển thì anh ấy chơi Chopper slot 1 thì đấy có thể mình nghĩ đến việc là có lẽ mình phải đổi lại tí vấn đề nộ khí. Tại vì 50 đến 75 vẫn chưa chắc chắn lắm. Đây ra cái này còn tùy gặp đối thủ nào nhé. Còn với đội hình hiện tại giả sử nếu mình cứ không sửa ấy thì chắc chắn là con Odin sẽ bị nhu trí và tụt nộ rồi. Nên ta phải cân đối lại. Còn nếu không nữa thì có một số giải pháp khác, ví dụ như mình tăng nộ con Queen lên cho Queen nộ sớm. Nhưng mình nghĩ là Queen nộ sớm là lúc không hợp lý, tại lúc đấy địch nó còn miễn dịch nhiều ấy, thì đấy Queen nộ xong nó hơi phí. Còn con Queen được cái lợi thế là đánh nó tăng nộ, con Queen được cái lợi thế duy nhất là đánh tăng nộ thôi. Thực ra mình có một cách khác nữa có thể tối ưu nhiều hồi sinh hơn thì mình cho Chopper vào. Nhưng tuy nhiên cho Chopper vào trong một số trường hợp thì nó hơi vướng. Nói chung là có nhiều cách để xử lý lắm. Thì tại cứ xây đội hình như thế đã, thì cứ để tinh thần ở đây là đánh theo kiểu là Odin đánh thường. Nếu thực sự Odin đánh thường thì nó có tăng nộ không nhỉ?
mình xem lại chút xíu, mình cũng chưa chốt đội hình lắm đâu, nhưng mà tuy nhiên mình cảm giác là vẫn dễ bị phá nộ nếu giả sử đối thủ chơi phá nộ sớm. Ví dụ mình để như vậy thì con Odin đánh đây thì có gì đây, nó toàn gây sát thương đánh dấu kẻ địch ngẫu nhiên, thứ gây các hiệu ứng thôi, nó chỉ có hồi phục cho chính nó nộ. Nói chung là chơi cái team này gặp anh tuyển là hơi bất lợi, tại vì gặp anh tuyển như vậy Odin hoàn toàn bị mất nộ. Có thể thử xem một chiến báo bình thường khi mình chưa sửa thế này. Mình sẽ tìm một chiến báo trong đấy gặp anh Tuệ Minh. Đấy, ví dụ chiến báo đánh thua mình xem nhé. Tại vì mình nghĩ tỷ lệ cao anh tuyển sẽ đẩy con Chopper đi slot 1. Từ đấy mới nhụt chí lên Gru cho Gru hụt nộ. Còn đây hiện tại anh để slot 2 này thì cũng hiện tại vì anh đang đánh trước thì giống trường hợp mà anh sẽ đẩy đến sớm đó. Có thể là nhụt chí ở đây thì không ảnh hưởng đâu, Chopper không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, 150 độ cơ mà. Sao lại 150 độ? À đúng rồi, quên quên. Nãy giờ tính quên mất 25 độ thiên phú, đúng không? 25 độ thiên phú này cộng với lại 50 độ cộng với 75, đúng rồi, 150, đúng rồi, quên quên mình tính nhầm. Đúng rồi, vậy không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Vậy cứ để 150 độ không ảnh hưởng. Tức là nếu chỉ một mình Brook hay một mình Chopper không sợ, đúng không? Một mình Brook hay Chopper không sợ. Nãy giờ nói hơi linh tinh một tí mình nhớ nhầm quên mất 25 độ thiên phú. Rồi, ok. Vậy để như vậy không không sợ, anh tuyển cứ để Chopper 1 hay 2 gì không sợ. Chỉ có sợ trường hợp nào nhỉ? Cũng chả sợ trường hợp nào cả. Tại vì khi Gru chắc chắn đánh trước thì địch chỉ có thể cho con tối đa cao nhất là con Chopper thôi, con Chopper lên thôi. Còn nếu mà Uta giảm 100 độ khi là con nào nhỉ? Kiểm tra chút Uta nào. Uta ở đây nó sẽ tấn công ở đây nếu giả sử chơi nộ sớm. À thực ra làm đéo có chơi nộ sớm không nhỉ? Ở đây trong các nick này hiện tại cứ giả sử có người chơi Uta nộ sớm đi, thì ở đây nó sẽ làm sao? Nó sẽ phán đoán kẻ địch có sức mạnh cao nhất gây nhụt chí, giảm 100 độ khí. À sức mạnh cao nhất, nó sẽ phán đoán kẻ địch có sức mạnh cao nhất, con nào có tổng chỉ số cao nhất. Mình xem team Gru hiện tại con nào sẽ cao nhất. Uta chắc chắn không phải cao nhất rồi. Tính trung bình một chút xíu, ví dụ con main là 1645 cộng 1205, tức mình tính một chút xác suất rủi ro trước khi mình sửa ấy mà, cộng tiếp với lại 1076 nhá, chia cho 3, con này nó khoảng tầm là 1308, 1038 này. Tiếp tục là sang tiếp con thứ hai là con Queen nữ, con Odin. Odin là 1178 cộng với 2198. Tính phứa phứa thôi, thì ra mình chuyển đồ sang nhau cũng không chênh nhiều đâu. Cộng 994 chia cho 3. Cái này sẽ là 1456, hiện tại con cao nhất hiện tại là con Odin là 1456. Mình so tiếp sang con tiếp theo là con Jack. Con Jack ở đây hiện tại thì nó sẽ là 2368 cộng với lại 988 cộng với 931 chia cho 3. 1429 là thấp hơn Odin đúng không? 1429 thấp hơn Odin. 1429 thấp hơn Odin rồi. Tiếp tục là đến con nào nhỉ? Con này à, con Brook. Brook hiện tại là 1241 cộng với 1514 cộng với lại 1141 chia cho 3. Rồi hiện tại cao nhất là Odin. Vậy trường hợp gì sẽ xảy ra nếu cao nhất là Odin nhỉ? Ở đây mình xem lại đối thủ mình chút xíu, mình đang xếp đối thủ, thì tí mình xem lại đối thủ chút xíu. Mình giả sử gặp Wan chơi Uta, Wan không có đủ sức cho Uta nộ sớm, không cần quan tâm. Mình chỉ xem đứa nào cho Uta nộ sớm thôi. Tại chuyện mình giải quyết turn 1 chắc chắn là tấn công thôi, còn turn 2 nếu muốn ra sao thì ra. Thế rồi sang anh Tuệ Minh thì cũng chả chơi Uta nộ sớm rồi nhỉ. Anh Tuệ Minh chơi Uta slot 3 không đáng sợ. Thế anh ấy chốt đội hình thế này kiểu này rồi. Hưng San thì không có Uta, bỏ qua. Tiếp tục là nếu gặp bạn Oka. Oka ở đây thì bạn ấy Oka làm gì Uta đâu, bỏ qua nốt. Tiếp tục là đến tiếp với trường hợp của Lady May. Lady May Uta Lady May chỉ là 50 độ, kiểm tra phát nữa. Nhớ không nhầm, Lady May không có Thiên Long. Lady May không có Thiên Long không độ được sớm. Ok, bỏ qua nốt. Tại chủ yếu mình đang sợ cái chỗ đánh độ thôi. Tiếp tục là sang tiếp bên này nữa thì có là chủ tiệm phở. À không, cái bạn này bạn không tên nhé. Bạn không tên chơi Uta này cũng không nộ sớm, bỏ qua nốt. Thì sợ bạn chơi Uta nộ sớm thôi. Rồi, tức là tất cả đối thủ đây đều không chơi Uta nộ sớm, đúng không? Nên thành ra là gần như ta bỏ qua, xem qua để kỹ năng đánh thường Uta, tính rủi ro thôi. Rồi, cái này sẽ không có khống chế gì nhiều nhé. Rồi, vậy với cái tình hình như thế này thì bạn thấy là thế thì nó sẽ tính sơ sơ ở đây, đó là chính là
Còn Oden sẽ dính cái đòn giảm 100 nộ từ Uta địch khi mà nó nộ, vì nó sẽ là con chỉ số cao nhất đúng không? Nhưng mà tuy nhiên đấy là câu chuyện của turn 2 của địch khi địch đủ nộ thôi. Còn turn 1 tất cả đối thủ chơi Uta đánh thường thì không ảnh hưởng gì cả. Vậy như vậy nếu mình xếp kiểu này thì đây là ví dụ sang đội hình dưới nhé. Mình xếp kiểu này thì chắc chắn là Uta sẽ nộ, Oden sẽ độ an toàn, không ảnh hưởng gì cả. Và mấy con sau cũng sẽ không bị mất 100 nộ gì cả. Đây là vấn đề trước mắt. Tiếp tục sau khi mình xác định như vậy rồi, tiếp tục mình tính tiếp. Tức là bây giờ thì đã có Uta búp 50 nộ, còn Oden nộ chắc chắn thì được 25 nộ, tại nó có khoảng tầm 75 nộ, đúng không? Và hiện tại con Jack mình muốn nộ mà nộ khí cao nhất ấy. Tại hiện tại mà để ý một chút là con Oden mình hoàn toàn không đeo Thiên Long, chỉ Uta đeo Thiên Long thôi. Thì Uta đeo Thiên Long hiện tại ấy, thì Uta đánh mình đánh trước thì chắc chắn Uta sẽ nộ rồi. Nên mình cũng không nhất thiết phải để nó thừa quá nhiều nộ. Thì mình hoàn toàn có thể giảm bớt số nộ khí của con Uta xuống một tí xíu. Ví dụ trái này cộng 10 75, cộng trái này cộng 10 là 35, thì là mắc nộ mẹ rồi. Ồ, thì mình cho cái này tụt xuống, thay vì việc cộng lên 10 có thể đôi khi cộng 78 thôi, để cho nó đủ 100 nộ, vì đằng nào mình đánh trước 100% để lấy vấn đề đánh trước 100% để giảm nộ khí địch thôi. Chứ bây giờ giả sử mình được 75, mình cộng với 35 ấy, thì cũng chỉ 75 cộng với 75 cộng với 35 chỉ 110 nộ ấy. Thế giả sử trong trường hợp mình kiểu đánh nhau linh tinh, địch đánh trước thì mình cũng sẽ mất nộ thôi. Đúng không? Nên thành ra mình chỉ cần con này nó vừa khít 100 nộ thôi, hoặc là lẻ hơn vài nộ thôi, để làm sao để mình để chuyển kết quả thiên, để mình tối ưu cho kết quả, để mình tối ưu cho con rách nó khá hơn tí xíu. À, cũng có vấn đề cũng khó rồi. Ở đây có một vấn đề khó đặt ra, mình chỉ có hai quả Thiên Long. Mà mình đã định dùng một quả Thiên Long để tối ưu cho con Queen. Nhưng mà nếu giả sử bây giờ mình dùng quả Thiên Long cho Uta dẫn đến việc mình mất tiền quả Thiên Long rồi. Bây giờ mình rất là khó cho con Jack có thể được nhiều nộ nhất nhỉ. Tại vì con Jack lại không có nộ thiên phú. Cho con Jack nộ thì không có. Nhưng nếu mình tối ưu nộ cho con Jack như vậy thì dẫn đến con Queen thì mình lại không hồi sinh được đẹp rồi. Cũng có cái dở vậy. Tại lẽ mình phải chơi Queen một mạng. Tại vì như đội hình hiện tại này mình chơi Queen hai mạng là hơi khó. Tại mình đang ngồi tính thôi. Mình thấy tính phải chưa được đúng không? Tại Queen bây giờ rất khó có thể nộ được. Còn nếu mà chơi Queen nộ sớm thì nó cũng kỳ nhỉ. Hay chơi nộ sớm chờ tân sau nộ liên tục. Tức là nếu mà chỉnh nộ dễ nhất thì cho Queen nộ khí cao nhất thì lại dễ. Cho Queen nộ khí cao nhất thì Jack nộ khí thấp nhất lại ngon. Tại vì lấy Queen búp nộ thì kiểu gì Jack cũng sẽ nộ được. Nhưng cái khó một cái là mình đây muốn cho Jack nó phá miễn dịch trước đến Queen cơ. Mà nếu vậy thì mình đánh đổi cái là mình sẽ không hồi sinh được Queen. Vậy thì khi đó tỷ lệ cao mình hồi sinh main. Nhưng mà cái lợi thế là main khi này sẽ lại dùng lại được cái trái Jack Long có thể gây xoáy được. Nên bây giờ mới hơi lăn tăn một chút xíu chỗ này thì không hồi sinh Queen hơi dở. Tại mình đang định mình đang tính là tính không hồi sinh main. Nhưng mà nếu chơi vậy thì đại ca mình sẽ không hồi sinh Queen. Bây giờ mình muốn con Jack chắc chắn nộ được và phải hồi sinh được ấy. Thì khi đó thì đặt ra vấn đề là con Jack của mình khi đấy nó sẽ là con Jack nó sẽ rơi vào bao nhiêu nhỉ? Thực ra còn ru máu trâu thì cũng không nhất thiết phải hồi sinh đâu. Nhưng mà hồi sinh thì vẫn tốt hơn. Tại vì tại bây giờ nếu con Jack hiện tại bây giờ nếu giả sử nó đeo mắc cái trái Thiên Long ấy, cộng 10 là 75 nộ. Thì cộng với lại con Uta nộ 50 nộ, cộng với con Oden 25 nộ nó có 150 nộ rồi. Thì về lý thuyết thì nếu địch chơi chỉ có một con giảm nộ nhiều trí thì cơ bản nó cũng sẽ nộ rồi. Thực ra mình hoàn toàn phải cho nó nộ mà không cần quả ấy, mà không cần mình không cần sự hỗ trợ của quả Thiên Long ấy. Nhưng cái vấn đề mình đang muốn cho Jack hồi sinh theo kiểu độ khí lớn nhất thôi, cái hơi đau đầu chỗ đấy thôi. Lan tan thật. Tại vì nếu mình chỉ để đơn thuần như vậy thì tổng con nếu mình chỉ không dùng Thiên Long ấy thì con Jack nó chỉ có được 75 độ thôi, thì không thể nào cao bằng Uta được đúng không? Mà nếu bây giờ mình dùng mình dùng nốt cái quả Thiên Long còn lại cho con Jack thì chắc chắn con Jack sẽ cao hơn nộ con Uta rồi. Thì giờ sao cho Queen hồi sinh theo độ khí thấp nhất? Thì nãy giờ mình sử dụng ở Uta là một tên lửa này, con Oden là một tên lửa này, con Jack một tên lửa là mất 3 quả tên lửa rồi. Mình còn đúng một quả tên lửa cuối cùng. Thì nếu mình muốn con Queen là độ khí cao nhất ấy, độ khí thấp nhất ấy, thì chắc chắn quả tên lửa cuối cùng thì vứt cho con main. Thì với con main mới nhiều nộ được. Thì cũng khó chứ đấy. Đấy mình mất đi 2 quả Thiên Long rồi. Hay mình chơi con Queen đéo cần nó ấy nhỉ. Hay cứ kệ cho con main nộ khí thấp nhất hồi sinh main. Thì đấy con Queen đấy bao nhiêu con Queen khi đó. Lúc đó con Queen nhá, lúc đấy con Queen nếu dùng chi thức mắc là cậu có 50 nộ thôi. Thì 50 nộ khí. Thì đấy con Oden mình hoàn toàn để cho con main cao nộ hơn để cho con Queen hồi sinh ấy. Nhưng cái vấn đề là liệu con Queen có thể đảm bảo chắc chắn nộ được không? Đấy là điều lăn tăn nhất của mình. Tại vì nó muốn nó khống chế tối đa, tức là mình muốn là Queen sẽ nộ luôn. Và nếu mình để con tên lửa cho con main đấy dẫn đến việc con Queen chỉ có chi thức. Thì nếu với quả chi thức cộng là mắc là 10 là 50 nộ, cộng với lại con Uta 50 nộ, cộng với con Oden 25 nộ. Tại vì con Jack nó nộ lại không tăng nộ, con Jack nó đánh chỉ tăng nộ chính nó. Nó tăng nộ chính nó không tăng nộ toàn độ. Nên dẫn đến việc là tổng mình chỉ có được 125 nộ thì cái xác suất rất cao là con Queen sẽ mất nộ.
Tại vì hiện tại đa phần thế nào, ví dụ như trường hợp nếu giả sử gặp anh Tuệ Minh đi, anh Tuệ Minh chơi con chopper khoảng tập slot 2, tức là tập slot 2 mình đánh trước, rồi lúc đấy thì chắc chắn là con queen mình đã trên 80 độ rồi, thì kiểu đéo thì mình sẽ bị trí như vậy, cái số độ này không đảm bảo cho queen mình độ luôn được nhỉ, cũng khó để thử xem con queen đánh thường có ra gì không nào. Con queen sẽ tiến tới tấn công cực mạnh vào mục tiêu, tiếp tục gây thêm lần sát thương, bỏ qua haki phòng có tỷ lệ boost cho đồng đội vách sắt, cuối cùng chọn hai mục tiêu bất kỳ gây 30 sát thương, bỏ qua ma phòng và khiến hắn không thể di chuyển. À không, con queen nộ cùi cũng được ấy, tại vì con queen nộ chậm một tí nó cũng sẽ có khả năng khống chế và khiến hắn không thể di chuyển. Nhưng mà đây nó lại nói gì, cuối cùng chọn hai mục tiêu bất kỳ, nhưng mà cái khó ở đây lại bất kỳ, nếu mình nộ mình chắc chắn hàng sau đúng không. Ở đây nó ghi ở đây là ở đâu xem nhỉ, ở đây khiến chúng cuối cùng tiến đến hàng sau địch này, mình đang muốn tấn công hàng sau cơ, nhưng mà nếu mình để như này thì nếu mình chấp nhận cho con queen đánh thường thì lại không ấy nhỉ, cũng khó. Cái khó nhất của mình là mình muốn tối ưu chắc chắn khống chế đi hai con hàng sau ấy, là mình dùng con jack phá cho con queen khống chế luôn hai con hàng sau ấy, thì mình rất là lăn tăn vậy. Chứ nếu mình muốn con queen hồi sinh thì mình đánh đổi việc là mình phải hồi sinh con, thì mình chấp nhận một điều ấy là có thể nó sẽ đánh thường trước thì khống chế vẫn tốt, nhưng mà sợ không khống chế đúng hai con hàng sau thôi. Còn nếu như mình muốn là con queen chắc chắn khống chế hàng sau ấy, thì mình đánh đổi con main hồi sinh đấy, mình chỉ có một hai sự lựa chọn thôi. Thôi kệ, cứ chốt team nhé, cứ chốt team thì xong đánh thử xem nào. Đây, ví dụ giờ mình cứ trước mắt là chốt team và cứ chốt cho con, cho mình sẽ để ngỏ cái chỗ trái quỷ tăng độ xem là đổi qua đổi lại thế nào. Còn bây giờ để chốt team như vậy được, chúng ta sẽ có ở đây hồn đây với team này. Thì trước mắt bây giờ là đồ Oden Uta giữ nguyên này, con Oden là giữ nguyên này, Jack sẽ điều chỉnh lại trái quỷ, Jack sẽ bỏ trái này ra, gỡ trái này ra, Uta sẽ gỡ trái này ra. Để đổi cái trái của bên con nào nhỉ? Con Brook, đổi trái Brook ra. Brook cũng gỡ hết trái luôn đi. Brook bây giờ cũng không chơi nữa. Mình chuyển đồ của Brook về lại cho con Queen thôi. Mà cái này nó có phải đúng đồ ma công nhỉ? Không phải đồ ma công. Cái đồ ma công con nào? Đồ ma công vứt cho Uta. Không sao, con Queen lên khống chế đồ nó cùi đi một tí nữa. Tại mấy con này cái ma khí toàn thấp cả. Thôi không sao, thì Queen cứ dùng lại đồ của con Brook chuyển sang đi. Đây mình cứ vứt luôn cho đội hình test dần dần nhé, sửa dần dần. Mình căn chỉnh cái từ từ thôi. Rồi nhá, trước 37 giờ mình sẽ đổi cái quả bên con đây, mình vứt cái quả Thiên Long cộng thấp sang. Quả Thiên Long này cộng 10, quả này cộng 9 này. Quả cộng 9 thì mình sẽ tụt xuống tí nữa cho dễ hơn. Nhưng mà trước mắt cứ để cộng 10, cộng 9 đã đủ sức để cho con kia hồi sinh rồi. Vứt tạm cộng 9 nếu giả sử mình dư kinh nghiệm. Tiếp tục mình vứt sang cho con Jack. Jack đeo quả này vào. Thì khi đó thì nhưng mà đổi lại trái quỷ một chút xíu. Tại vì để cái trái quỷ như thế này thì con Jack nó sẽ chưa đảm bảo độ sớm. Thì chuyển cái trái quỷ sang con này. Con này sẽ dùng một quả gì đó liên quan đến tên lửa. Mình sẽ cho con tên lửa vào. Người ta dùng Long Thạch Tam Nguyên rồi quả tri thức để bỏ quả tri thức ra, chắc chắn vứt tên lửa sang. Nhưng mà cái khó tí là con Jack lại trái quả sát thương, nên khi mình chỉnh mình sẽ phải điều chỉnh một chút xíu trái. Đây có quả thiên cơ không cộng gì à? Cái vứt tạm và gá trước nhé. Nhưng quả này cộng 9, cộng 9. Không, để tí nữa xem ghép trái gì. Cái này cứ bỏ chống chỗ trái đó. Ví dụ bây giờ con Queen. Con Queen khi này dùng tri thức thôi, mà tri thức gì chưa chốt. Nhưng mà con Queen thì hoàn toàn để dùng một trái sát thương đi cùng không? Con Queen nó là trái khống chế. Thì trái sát thương con Queen rồi vứt cho con nào? Hay vứt cho Uta rồi? Cái trái Ngân Long lại vứt mẹ cho Uta mất rồi. Cũng khoai nhỉ. Thế thôi dùng con Queen dùng trái khác vậy. Còn khi đó con Main sẽ lấy quả Giác Long về. Con Main thì chắc lại dùng lại. À nhưng mà để cơ động nhất ý, để cơ động nhất thì phải dùng quả thiên cơ gì đó để không đụng hàng. Giờ thiên cơ có thể dùng thiên cơ một trái gì 8 sao rồi không đụng hàng kìa. Con Queen khống chế đẹp nhất là đi cùng trái sát thương, mà sát thương lại dùng hết rồi. Hay cứ dùng thiên cơ Giác Long cho Queen chơi mẹ Giác Long thì cũng được. Bây giờ mình đang chơi Queen là chơi tri thức, thì sớm mình đổi sang dùng Giác Long cũng được đúng không? Tại vì dùng luôn thiên cơ Giác Long đi. Thiên cơ Giác Long cho đẹp. Thì vứt cái quả Giác Long nguyên rủa ra, thì quả nguyên rủa để ghép cái quả gì cho đẹp. Cũng khó nhỉ. Hay để nguyên Giác Long nguyên rủa đỡ phải ghép thì nó cơ động hơn. Nếu Giác Long nguyền rủa đỡ phải ghép thì lại lòi ra cái quả nộ đấy đi cùng quả miễn dịch à? Ừ, cũng khoai nhỉ. Trang bị tạm quả
Tức là chỉnh cái này nó hơi rối một tí xíu, sao cho đẹp thôi. Cái vest này bỏ ra lấy cái vest cao kia vào. Tại vì khó nhất là khó nhất làm sao căn nó hồi sinh nó đẹp thôi. Chứ còn cái vấn đề khác không có gì khó cả. Con này chắc chắn là dùng trái tăng cường nguyệt ảnh rồi. Uta thì không cần sửa. Uta có giảm trái này thôi. Đang có cái quả ngân long lẻ lẻ nó phí nhỉ. Ví dụ quả Uta là khống chế. Khống chế quả này là quả nộ. Toàn quả lẻ à. Thế sao ghép mẹ thì ngân long với lại quả long ngân long với lại quả thiên cơ nhỉ? Tại sao để lẻ vậy nhỉ? Nhiều khi không có thể cho ít trái quá hoặc là ngại sửa đúng không? Đấy, ví dụ ở đây mình thấy cái hai quả này ghép với nhau này, mình ghép bố quả ngân long đi cùng quả thiên cơ đi. Ngân long thiên cơ mình sẽ có nộ với sát thương với đây có khống chế. Thì còn lại miễn dịch giảm sát thương linh tinh thì đeo nốt vào nó xong đúng không? Thì đang có quả nguyền rủa đang trống đấy, cho nguyền rủa sang. Nếu mà nguyền rủa giảm sát thương sẽ đi cùng quả gì nữa? Miễn dịch Uta thì cơ bản đánh đầu đánh xong mất mẹ miễn dịch nó 3 turn được. Miễn dịch được choáng, tê liệt, hỗn loạn, trầm mặc, đóng băng. Còn cái gì chưa miễn không nhỉ? Choáng, tê liệt, hỗn loạn, trầm mặc, đóng băng. Để thiếu mỗi mấy hiệu ứng rút máu theo lượt thì sao nhỉ? À không, rút máu theo lượt thì phía dưới lại cũng miễn dịch nốt rồi. Hóa đá, nói chung là miễn dịch cái này tốt quá, không có gì để làm nhỉ. Còn như con này khi đánh đầu búp lại khiên đúng không? Đây, tiếp tục xóa bỏ một số hiệu ứng bất lợi, xóa bỏ các hiệu ứng này. Và búp khiên miễn dịch cho toàn team một số hiệu ứng bất lợi. Cái con này nữa cơ bản, con này lại đẹp quá nhỉ. Thì con này thực ra con này miễn dịch đẹp quá, đéo cần trái miễn dịch. Con vứt thì vứt vào cho nó tròn trái thôi, chứ còn thực ra để bỏ cần không là bỏ không cần. Con này nó miễn dịch tốt quá. Phải xem cho glue còn cái trái gì dư không nào. Cái đau đầu chỗ trái quỷ cho nó nhiều nhất có thể thôi. Đây toàn trái khống chế. Mình có quả đây mà khống chế đâu. Dư rất nhiều khống chế, vì cái thời mấy bạn nào đi cái nạp thẻ cho bạn rất nhiều trái khống chế. Cái dạo trước cho rất nhiều. Thì mình cái bí ở đây làm sao cho nhiều trái thôi. Cái quả hoạt tuyển trông cũng phèn phèn. Là có quả sát thương chưa nhỉ? À sát thương có rồi. Ê khoai nhỉ, bây giờ không biết để trái gì. Hay mình bỏ Uta không chơi sát thương nữa. Thì xét cho cùng con Queen và con sát thương mà. Để cái quả à mà bây giờ mình đang chơi con Queen đánh thừa. đang chơi con Queen theo kiểu dùng tri thức. Nếu dùng tên lửa thì vứt sang được, nhưng mà nếu giờ sử mình dùng tri thức thì không đẹp. Nếu chắc chắn phải ghép quả đấy lại. Ghép quả đấy lại cho quả khác. Khó. Thôi kệ, cứ ghép lại đi. Ghép lại mình tính trường hợp xác suất thế nào đó. Quả này rất là đau đầu nhé. Ngồi tính cái này đau đầu quá. Ô đen, xem trái ô đen trước. Thiên cơ hoàng long là chốt rồi, cái này không phải sửa rồi. Long thạch lại có quả băng nguyên vũ phúc. Thôi con này cơ bản trái là được. Con này rồi. Có hiệu quả sát thương nộ, hiệu quả trả lại, hiệu quả khống chế miễn dịch, thiếu giảm sát thương không? Hay ghép long thạch nguyền rủa cho nó đi. Cái quả giảm sát thương này hơi ít, để ra phần giảm sát thương mình toàn trái 7 sao, 8 sao mình chưa có nhiều. Thôi cứ để đơn lẻ cũng được, tại vì ra gru con ô đen đánh vậy được tốt lắm rồi. Ô đen vậy tốt lắm rồi, con men thì có khống chế đang lẻ, thiên cơ đang lẻ. Mà con Queen là trái khống chế. Vì xe này mới cặp trái của cái 8 sao trước đây. Cái chỗ ghép trái rất là phức tạp, nhưng vì trái 8 sao nó không có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ xem những cặp gần đây nhất xem nào. Ta có Hoàng Long Nguyền Lùa, Nguyền Rùa, Ngân Long Nguyền Rùa, Giác Long Nguyền Rùa cũng có. Xem mấy quả liên quan đến quả thiên cơ nhé. Thì có thiên cơ thần ưng, thiên cơ nguyền rủa cũng có này. Nhưng mà cái này tăng thủ không thích lắm.
Chả lẽ là chơi toàn trái lẻ, ghép trái thấy phức tạp quá nhỉ, kiểu ghép kiểu gì cũng bị thiếu trái. Đa phần thiên cơ đi cùng trái khống chế với trái sát thương luôn. Rất là khó ghép luôn. Đa phần mấy cái này toàn quả khống chế này. À, quả kim bảo làm gì có đâu nhỉ. Kim cương không có, có cả giảm sát thương nhưng không có nhiều. Chứ chắc phải vẫn phải đan xen trái 7 sao thôi, nhưng ghép về không đủ được trái. Thì ta có ví dụ con Uta có khống chế, nộ, sát thương, vậy còn giảm sát thương với miễn dịch. Lấy bừa quả giảm sát thương miễn dịch nó 7 sao rồi, mình không có nên kỳ vọng 8 sao nữa. Giảm sát thương 7 sao thì chắc lấy bừa lá chắn chẳng hạn đi, giờ ra vớt vớt cho nhiều trái thôi chứ cũng chả dùng làm gì đâu. Ví dụ như là lá chắn ảo ảnh không dùng được. Cái cặp nào có sẵn mà nó là giảm sát thương ấy nhỉ? Ví dụ đây lá chắn bây giờ đi cùng quả gì rồi? Thiếu miễn dịch. Thôi lấy bừa lá chắn tự do cho nó đủ trái nhé. Cái trái này không tác dụng gì cả, nhưng mình lấy tăng chỉ số thôi. Lá chắn tự do đi, cứ ghép lá chắn tự do đi. Để sang bên dung hợp một chút xíu nhé. Đây là chắn tự do nhé. Cái này mình ghép cho đủ trái nhé. Hoàn toàn nó không ý nghĩa gì về mặt chiến lược cả. Mình muốn sao cho tướng có nhiều trái nhất có thể thì con Uta nó cũng hoàn hảo quá rồi. Mình dung hợp hai cái quả thiên long với quả long thành ngân long lại thành một. Quả này vứt vào cho nó có nhưng hoàn toàn nó không tác dụng gì mấy. Tại ra miễn dịch hết sử được đâu. Thì mình sẽ dung hợp cái cặp kia vào. Thì mình sẽ có là thiên long đi cùng với lại quả long thành. Cho luôn hai quả này dung hợp với nhau dư kinh nghiệm ra cũng được. Quả thiên long long thạch ở chỗ nào nhỉ? À thiên cơ ấy. À ngân long thiên cơ cặp này. Đây ghép cái quả cộng 9 đi. Chất dung hợp cũng nhiều nhưng mà ghép về tốn lắm, hạn chế ghép thôi. Trong quả này về sau ấy, trong trường hợp mà giả sử không dùng trường hợp này ấy, thì vứt sang con queen cũng được không? Để có đấy là chơi con ma công. Ví dụ mình thấy Uta đam bé quá queen sống được, để vứt cái quả này sang cho con queen là đẹp. Chơi vậy đẹp nhất. Như vậy ấy, thì muốn xây dựng như vậy thì đồng nghĩa việc là mình cũng phải xây con queen dùng quả tri thức. Tri thức về đi à, kết quả như vậy cũng khó ấy. Thế mà mình mới làm sao để cơ động để vứt trái con này sang con kia được ấy. Nhưng mà hiện tại nếu mình để vậy thì không cơ động lắm. Thôi kệ thì ghép tạm cho có trái đã. Nó để chỉnh cho nó cơ động được, hiện tại chưa cơ động lắm. Bây giờ sử mình đổi đội hình khác là mình sẽ không mất đi cái tính chủ động. Rồi, trước mắt tạo thời Uta có để như vậy cho nhiều trái nhất đã nhé. Con này bỏ rồi, cái giữa truyền kinh nghiệm trái này sang sau. Rồi Uta là tạm thời chốt Uta như vậy đi. Con này vẫn đang cộng 9 cho nên cộng 10, nếu mình truyền cho nên cộng 10. Thật ra cộng 9 70 nộ cộng với cái quả này là 32 nộ là cũng đã thừa nộ rồi. 70 32 ở tròn mẹ rồi, đây bị dư tí lấy cái kinh nghiệm này vứt sang cái khác được. Nhưng thôi để cái quả này lên cộng 10 và giảm cái quả độ khí xuống có vẻ là lời hơn để tăng chút sát thương mà. Thế nữa mình sẽ điều chỉnh cái độ khí sau. Nhưng mà trước mắt là ghép trái thôi. Con Oden cũng đang thiếu một sự lựa chọn nhưng mà thôi cứ để tạm, vì long thạch nó cũng xịn. Cứ để tạm như vậy nhé. Oden chốt nhé. Bây giờ sang con Jack. Con Jack bây giờ vì long thạch tam nguyên là bây giờ cái vụ cho quả tên lửa vào. Một tên lửa bây giờ lại không đi cùng được với quả này. Vậy thì chắc là có tên lửa có thiên long nguyền rủa không nhỉ? Thì cho quả giảm sát thương vào. Thì hiện tại đây mình có trả lại với miễn dịch rồi, với sát thương rồi đúng không? Trả lại miễn dịch sát thương thì còn thiếu mỗi giảm sát thương với lại nộ thôi. Thì giảm sát thương với nộ đẹp nhất là lấy quả nguyền rủa với thiên cơ đẹp luôn. Để thử xem có nguyền rủa thiên cơ không nhé. Các bạn ghép được con này thì mất con kia thôi. Tại vì trái quỷ 8 sao nó đang không có nhiều trái. Và thứ hai là ghép nó cũng bị hạn chế số lượng dung hợp. Để xem có nguyền rủa thiên cơ không này. Nó nhiều trái quá, đọc rất là khó, nó không cho ô tìm kiếm ấy.
Thực ra nhiều khi sửa xong lên video xong có thể trong thực chiến mình lại sửa lại tiếp ấy. Tại vì nhiều khi là tính vậy thôi, nhưng đôi khi nó cũng không chuẩn lắm đâu. Có thiên cơ nguyền rủa này. Mỗi tội là nó lại tăng thủ. Thiên cơ nguyền rủa tăng thủ. Long thạch tam nguyên cũng tăng thủ, hơi thiếu công nhỉ. Long thạch tam nguyên. Và ghép thiên cơ long thạch đi. Thì tam nguyên nguyền rủa thì sao? Mình thử thử xem nó cặp không nhé. Tại vì nó muốn con số cái trái tăng cái hiệu quả sát thương một chút xíu. Đây ví dụ dung hợp trái này. Thiên cơ long thạch mình nhớ là có đấy. Đây thiên cơ long thạch là có là tăng hiệu quả sát thương này. Nhưng bây giờ mình xem kết quả còn dư ra là quả tam nguyên. Tam nguyên với quả nguyền rủa có ghép với nhau được không? Để kéo lùi dưới nguyền rủa nó ra gần đây chắc ở dưới. Ở đây có này. Nguyên rủa tam nguyên có để ghép. Còn mình không quan tâm con tam nguyên nó miễn dịch cái gì lắm đâu. Thì thật ra tầm này ghép cho đủ trái đâu. Rồi mình sẽ phân tách ra một chút xíu nhé. Thì ghép trái tốn phết đấy. Tại sao mình hạn chế ghép mình mỗi lần mất tận 24 chất dung hợp kiếm lâu lắm. Trong mấy trăm tôi vèo phát là hết đấy mà. Đây nguyên rủa tam nguyên này. Là mình sẽ có hiệu quả miễn dịch với hiệu quả giả sát thương này. Sau lên thiên cơ long thạch. Có nộ với lại trả lại này. Tại con Jack hiệu quả sát thương rồi nó bị bí trái một chút xíu. Mình vẫn đủ chất dung hợp để mình sửa sai những trường hợp ghép không hợp lý đúng không? Đấy, thiên cơ long thạch đây là tạm thời con Jack chốt như vậy nhé. Còn cái chỗ nộ khí hiện tại đúng không? Là vì vậy sẽ đảm bảo vấn đề nó nộ khí cao nhất rồi. Tiếp tục nữa là sang tiếp con Queen. Con Queen tạm thời nếu bây giờ muốn hồi sinh con Queen thì mình phải chơi tạm tri thức thôi. Chỉ có tri thức mới đủ sức nộ luôn. Thì bây giờ mình đánh thực chiến thì khống chế tốt không? Thì tri thức hiện tại đi cùng quả gì? Quả giác long ấy, bây giờ lòi quả giác long rồi đó. Tri thức thì giờ đẹp nhất thì chơi cộng mắc ở tri thức hố đen đi. À quên nhầm, tri thức chân không nhé. Tri thức chân không thì có hiệu quả sát thương. Nhưng nếu dùng tri thức chân không thì về sau muốn đeo giác long vào cũng khó. Để nhiều khi mình đang muốn một số trường hợp có thể main yếu quá thì mình sẽ cho giác long vào đây. Mình đang hồi sinh đó mà. Thì cho con Queen ma công như xoáy vật công ấy. Đây thì chơi con Queen ma công xoáy vật công. Nếu mà chơi Queen ma công xoáy vật công thì không nên dùng sát thương, phải dùng con này hiệu quả khống chế à. Không thì tri thức dừng lại đi. Để có sẵn chân không tri thức à? Có tri thức dừng lại không nhỉ? Đây là phần nick top thì ít kết quả. Người ta có những cái túi trái 6 sao có thể kiếm được ấy, nhưng mà nên kiếm không ta? Có thể mình sẽ dùng tri thức dừng lại. Mình sẽ kiếm một quả dừng lại nhé. Đây là túi trái 6 sao thì dùng bớt đi một tí. Rồi, mình thấy quả dừng lại rồi. Mấy quả dư sao mình vứt đi thôi. Để ghép tri thức dừng lại. Để mình vẫn bỏ ngỏ khả năng sát thương cho con Queen. Đây dùng, tại vì giờ mình ra không biết là con men liệu có gây sát thương được nhiều không, cứ tạm thời dùng trí thức dừng lại. Mấy quả 6 sao thì không tiếc lắm, thì mấy quả 6 sao ghép nó tốn ít ấy. Đấy dùng trí thức dừng lại. Thì tạm thời quả giác long có thể vứt qua được. Nhưng con này hiện tại hiệu quả khống chế. Con này hiệu quả khống chế, hiệu quả giảm sát thương, hiệu quả nộ. Thì còn miễn dịch với sát thương. Miễn dịch sát thương với trả lại. Mình cũng hết quả long thạch rồi nhỉ. Hết quả long thạch rồi. Để xem có quả nào miễn dịch. Đây quả khống chế. Nói chung rất dư rất nhiều khống chế. Nhưng với cái hiệu quả khác thì gần như không có. Thời tạm thời bỏ nguyên cái quả giác long bỏ đơn thôi. Bỏ đơn vào thôi. Cái thời cứ cho con này sát thương. Con này con ma công cứ cho tạo sát thương vật công nhé. Thì hiện tại con main cứ để nguyên như vậy. Đúng không? Ví dụ hiện tại mình để cái này hiện tại là 47 nộ. 47 nộ cộng với lại con Uta 50 nộ cộng với lại con Oden 25 nộ. À, cũng được 122 nộ rồi. Thực ra bây giờ có cho thêm lên cộng 10 cũng chả thay đổi được gì. Thì lên cộng 10 thêm được mấy nộ thì nếu là sử dụng dính đủ trí cũng mất nộ thôi.
nên ra thôi, kệ, cứ để như vậy thì cũng được. Thực ra cái đội hình nó sẽ đẹp nhất khi mình có thêm một quả thiên long nữa, để mình cho con này lên chắc chắn nộ ấy thì ngon hơn nữa. Hiện tại là không đủ quả thiên long, lúc đầu mình bảo cần hai quả thiên long là chưa đúng, phải cần ba quả thiên long với bốn quả tên lửa cơ thì mới căn được. Còn hiện tại con này bây giờ chỉ 47 nộ thì con này chỉ cần cộng nhẹ lên để nguyên mức độ cộng cũ ấy là cũng đã thừa sức để cao nộ hơn rồi. Thì em sẽ hồi sinh cho con queen theo kiểu nộ khí thấp nhất. Còn về mặt chỉ số thì chắc chắn Uta thấp nhất đúng không? Có gì thay đổi nhỉ? Về lý thuyết là chắc Uta thấp nhất rồi. Tính lại Uta so với Queen tí xíu nhé. Uta là 1113 cộng với lại thì chỉ số tiếp theo là 1024 cộng với 1584 chia cho 3. Cái này trung bình là 1240, vẫn hơi cao nhỉ. Sợ ông Queen vẫn bản thấp nhất. Nếu mà nhất là sự con Queen mà thấp nhất thì sao nhỉ? Queen thấp nhất hay là mình để Queen thấp nhất thì hồi sinh Uta theo độ khí cao nhất. Vậy chứ khi đấy thì rách hồi sinh được kiểu gì? Rách hồi sinh độ khí thấp nhất thì cũng không ổn nhỉ? Cũng khó đấy. Bây giờ tính cả con Queen đã. Bây giờ người ta comment là con Uta là 1240 đúng không? Thì con Queen tại 1188 cộng với 1362 cộng với 1304 chia cho 3. Không, con Uta vẫn là thấp nhất không? Uta vẫn là thấp nhất. Rồi, không sao đâu. Nói chung là hiện tại vẫn là hồi sinh kiểu đấy. Nói chung là rất lăn tăn một tí rồi đấy. Rồi bây giờ căn chỉnh lại vấn đề đầu tiên là trái đồ vứt sang rồi. Bây giờ bắt đầu căn chỉnh cái nộ khí này. Đầu tiên mình sẽ hạ bớt cái nộ khí này xuống tí, mình sẽ truyền bớt quả này ra. Truyền thừa quả, mình sẽ truyền cái quả Uta sang con khác một tí. Chuyển sang quả bất kỳ vứt đi, ví dụ côn trùng không dùng vứt mẹ đi nữa, kinh nghiệm dư sẽ lưu lại. Thôi mình giã quả côn trùng đi đấy. Đây côn trùng cộng 10 vứt đi này. Để mình căn lại cái nộ con Uta đã. Quả bây giờ cho quả này lên cộng 10 trước này. Nên cộng 10 tại 75 nộ, thì mình chỉ cho con này vừa đủ nộ thôi. Hiện tại đang có ở đây, hiện tại khởi đầu 5 nộ, cộng nhẹ lên vài level đó. Cho lên cộng 5 trước xem bao nhiêu nộ đó. Hiện tại mức độ cộng 5 đang 20 nộ, 20 nộ với 75 là 95 không? Kiếm thêm 5 nộ nữa. Để cộng thêm khoảng tầm 2 cấp nữa là lên cộng 7. Lên cộng 7 thì con này sẽ có là 26 nộ. 26 nộ với 75 nộ là coi như 101 đúng không? Là coi như là sẽ nộ được, là đảm bảo Uta nộ nhé. Quả này phèn phèn nên cũng không muốn cộng lắm, cứ để cạm tạm vậy đó. Tiếp tục là bây giờ sang tiếp bên con tiếp theo là ví dụ quả này đang cộng 7, sẽ có chuyển được con nào không? Tôi quay từ ấn nhầm. Giờ mình kiểm tra lại nộ khí, kiểm tra con khác đó. Uta đảm bảo rồi, Oden. Oden hiện tại vẫn là cái này cộng 10, vẫn là 75 nộ, cộng Uta búp nộ thì vẫn đảm bảo nộ không? Cộng với thiên phú nữa vẫn đảm bảo nộ. Mấy trái quỷ này đang tròn hết level rồi thì để nguyên. Này có quả long thạch, tiếc nhỉ? Hay lấy quả long thạch để ghép quả giác long. Thôi kệ, cứ để vậy đi. Rồi như vậy là con Oden là mình giữ nguyên nhá. Rồi đấy con Jack. Con Jack hiện tại mình đang để ở đây, cái quả này chắc chắn mình cho lên nhẹ trước, trước mắt là cho lên cộng 5 đi đã. Cộng 5 con số nhẹ nhàng không, cho nó đẹp đẹp một tí. Thì ở đây hiện tại cái quả này tăng cường là 35 nộ cộng với lại cái quả này là 75. Rồi lại cao hơn quả kia, cái này level cao hơn rồi. Nên chắc chắn là con này sẽ hồi sinh độ khí cao nhất rồi. Rồi sang tiếp con Queen. Con Queen hiện tại trái đang cộng thấp quá, mình sẽ truyền từ quả của Brook sang. Brook truyền sang cho Queen. Đây tạm thời trái Queen sẽ là cộng 7 nhé. Thì hiện tại bây giờ là quả này đang cộng 9 thôi. Cho lên cộng 10 cũng được, không thôi để cộng 9 cũng được. Còn thích cho lên cộng 10 để cho nộ con main tăng thêm một level. Để ta cứ để tạm như vậy. Thì giờ còn Giác Long đây. Giác Long mình trước mắt cứ thể cho lên cộng 5 đã. Còn nếu còn dư nhiều kinh nghiệm có thể mình tăng level con main lên một cấp. Nhưng đây còn rất là dư nhiều kinh nghiệm này. Thì để cho con này lên cộng 6. Thì đấy mình sẽ cho quả con này lên mắc cộng 10 luôn. Đúng không? Thì tròn luôn. Thì lấy con này mắc tỷ tối đa 50 nộ thì con main nó là 55 nộ thì nó sẽ là cao hơn nộ một tí xíu. Thì lấy hồ đồ phổ main sẽ hồi sinh con Queen. Rồi chấp nhận là con Queen có thể đánh thường nhé. Mình định cho đánh nộ rồi chấp nhận đánh thường nhé. Rồi bây giờ cái kinh nghiệm dư hiện tại mình còn bao nhiêu số? Mình còn khoảng tầm 14 triệu, sắp xỉ 15 triệu kinh nghiệm dư. Thì bắt đầu mình nghĩ việc là nâng các trái khác lên một chút xíu nữa. Ví dụ như trường hợp đây thôi, cái trái phèn phèn này cho tạo đến cộng 5 thì chả tốn bao nhiêu rồi. Lấy tí chỉ số lòe nhau cho chắc ăn đánh trước thôi. Nhưng mà thực chiến gru được khá là to rồi. Quả này không cộng thêm nhé, quả này giữ nguyên cộng 10, quả này giữ nguyên.
Nhưng mình hơi nghi ngờ khả năng tấn công của con Muta. Mình định vứt cái quả này ra nhưng mà thôi, cứ để tạm như vậy. Ô đen thì khá rồi, ô đen tầm này khá đẹp rồi. Con main thì mình không muốn đầu tư nhiều, con main đấy hiện tại trái quỷ để về hơi phèn này. Còn nếu mình chuyển quả rắc long xuống cho con main chơi đam chính vật công thì hơi yếu, tại vì tại là chơi rắc tức là con rắc là đam vật công chính rồi. Nên thôi tạm thời rắc long vứt tạm cho queen, vậy nâng rắc long thêm chút xíu đi. Ở đây nó cần bao nhiêu thì cần có đây là 3 số 1.6.000.000 nâng lên chút xíu này. Quả này đang cộng 7, quả Jack đang cộng 8, cho quả này lên cộng lên thêm một cấp đi. Lên thêm một cấp nữa tăng thêm chút đi. Thế trái quỷ khả năng gì nhỉ? Lâu không đọc, đọc lại tí nhá. Đánh thường và nộ có tỷ lệ 36% khiến đối thủ chúng tê liệt hoặc đóng băng. Rồi thì tăng tí, tăng cái tỷ lệ đi. Rồi tiếp tục mình còn dư một chút kinh nghiệm. Quả Uta đang cộng 8, nếu mà sử mình tăng lên chút xíu thì sao? Không đủ kinh nghiệm tăng thêm thì tạm thời cứ để cộng 8 nhé. Rồi, mấy quả này không tăng thêm được, tăng thêm nguyền rủa một cấp đi. Còn dư một chút nữa lên cộng 7 cho quả giác long đi. Thôi cho giác long lên cộng 7 nhé. Đấy, như vậy là mình hết kinh nghiệm, chỗ này lẻ ít quá, không bỏ làm gì, đúng không? Thế tạm thời mình chốt như vậy nhé. Rồi bây giờ tiếp tục mình về chăm sóc lại trái. Đầu tiên là trái, các trái này đang mấy trái này đang tròn rồi, bỏ qua. Tụi mình đến tiếp con Jack. Jack trái này chưa tròn cho lên. Chỉ nó đánh mà thua nhiều với nhục cơ. Khổ lắm. Đánh thì hy vọng thì thôi, chả biết thắng hay thua cơ. Đội hình này mình chưa update vào trong phiên giải chiến sớm nhé. Tại nếu đội hình cũ chơi ổn thì chả cần gì về update cả. Mình chỉ để phòng bị thôi. Cho luôn lên 40 chắc là lên được. Nói chung thì rất là khó, cái này trái 8 sao nó đang chưa có nhiều. Mặc dù Gru đầu tư rất nhiều nhưng mà trái 8 sao nó cũng hạn chế lắm. Nó tốn xu thứ nhiều. Tại vì đa phần nạp thẻ cho trái khống chế. Thì trái khống chế dư rất nhiều nhưng mà cái trái tấn công và tinh tinh rất là ít. Ô bỏ mẹ rồi, nhắc cái khống chế mới nhớ. Con này chưa có khống chế này, con này mới chỉ có... Ừ bỏ mẹ rồi, ghép quả này hơi dại. Tại vì cái quả này hiện tại mình đang thiếu khống chế. Trong khi trái khống chế dư đầy thì tại sao mình không cho quả khống chế vào nhỉ? Quả này khéo phải ghép lại, quả này khéo phải ghép lại. Tại hiện tại mình đang chống khống chế. Cho nên khống chế vào hay hơn chứ, mình đang có dư một số khống chế. Con này có những hiệu ứng gì? Phong ấn trị liệu, đóng băng hóa đá. Còn cái quả bên cạnh này cấm tích nổ phong ấn trị liệu tê liệt. Còn cái quả này trầm mặc nhụt chí, đóng băng. Mình hơi lăn tăn giữa quả băng nguyên với lại quả thạch băng. Để có một bên thì có cái hóa đá cũng hay hay, một bên thì có hiệu ứng nhụt chí. Thôi mình cứ thiên về khống chế, mình lấy quả thạch băng đi. Mình bây giờ mình nhớ ra mình chưa ổn không. Bây giờ xem lại tí cái miễn dịch con Jack nữa. Con Jack ở đây hiện tại thì hai lượt đầu miễn dịch các hiệu ứng bất lợi bao gồm có hỗn loạn, đốt cháy, độc, trầm mặc, hóa đá, mê hoặc. Miễn dịch vĩnh viễn choáng, đốt cháy. Còn trá quỷ thì vĩnh diễn không miễn dịch gì à? Như vậy cái quả này miễn dịch được cái tê liệt cái thứ cũng ngon nhỉ, hay bỏ quả nguyền rủa ra. Hả lẽ ghép lại nguyền rủa rắc long à? Ghép lại nguyền rủa rắc long thì vỡ mặt rồi. Nguyền rủa thực ra thì dùng tam nguyên đi cùng thạch băng à? Có tam nguyên thạch băng không nhỉ? Kiểm tra lại chút xíu này. Nhiều khi cái dùng hợp trái nhiều khi chọn nó đẹp nó khó. Giác Long, Hoàng Long, Hoàng Long, Thạch Băng, Thần Ưng. Đây có băng nguyên nguyền rủa, trường hợp xấu ghép băng nguyên nguyền rủa cũng được. Chẳng qua mình đang muốn vứt cái quả băng nguyên ghép về quả Giác Long. À quên, mình đang muốn dùng quả Giác Long đi cùng quả kia. Lắm cái cặp dung hợp quá đôi khi hay bị sai sót, mắt nhiều khi nhìn sót ấy. Hình như có vẻ không có.
sao nãy giờ không thấy quả tam nguyên ghép cùng trái nào, thì mắt hoa mắt thế sao đấy, nó nhiều quá nó khó. Long thạch thiên long thiên cơ thạch anh ngũ phúc thiên cơ lôi thuẫn lôi thuẫn lôi thuẫn long thạch nhiều trái quá đi mất thôi. Long thạch long thạch long thạch thiên cơ thiên cơ thiên cơ thiên cơ thiên cơ kim sa kim cương kim bảo long thạch long thạch long thạch long thạch này thiên cơ ở đầu phong ra trả trả đấy quả tam nguyên đâu. Băng nguyên băng nguyên băng nguyên vũ lôi băng nguyên long thạch ở đầu phong thiên cơ dực ưng thần ưng nguyền rủa nguyền rủa nguyền rủa nguyền rủa tam nguyên thì có mà cái quả tam nguyên cảm giác nó hơi ít cặp ghép nhỉ. Có rắc long băng nguyên hay để băng nguyên à, mà có đấy đang để có rắc long cho con queen thì đéo dùng cái này được cũng không được. Ừ, khó nhỉ, quả tam nguyên bây giờ rắc lại hơi thừa thãi nhỉ, nếu mình để nguyên rùa đi cùng mấy quả kia đau đầu nhỉ. Không biết nãy giờ có nhìn sót thì không, nó hơi bị bí trái đi. Nói chung bây giờ lại quay về thạch băng thôi, xem thạch băng bây giờ ghép lại được những trái gì nữa. Băng nguyên thạch băng đọc rất dễ nhầm nhé. Hay bỏ mẹ cái kia để lẻ trái nhỉ. Mình hay muốn ghép cho nhiều trái mà đôi khi ghép nhiều trái nó hơi khó. Băng nguyên rất nhiều cơ, thiên cơ thạch băng. Thiên cơ thạch băng và Jack mình đang dùng cái gì nhỉ? Jack mình ở đây đang dùng ở đây là hay dùng long long thạch tam nguyên đi hay long thạch nguyên rủa đi để cho thiên cơ đi cùng với thạch băng đi. Thì vậy cái tỷ lệ khống chế sẽ cao lên. Khéo ghép lại cả cặp này nữa. Nếu dùng thiên cơ, giả sử nếu mình dùng thiên cơ đi cùng thạch băng nhé. Thì bây giờ mình sẽ đổi xem là còn lại thì long thạch sẽ đi cùng quả nào được. Long thạch nhiều trái quá đi mất thôi. Đúng rồi, có long thạch tam nguyên. Thế lại dùng long thạch tam nguyên đi thì thiên cơ đi cùng thạch băng đi thì bỏ qua nguyên rủa ra thì nó sẽ hay hơn. Cho nguyên rủa về lại rắc long. Để nãy giờ thì đừng có ghép lại trái là ngon hơn. Rồi ok. Giờ sẽ ghép lại trái một chút xíu nhé. Cứ làm xong mới nhớ ra sai. May là chất trùng hợp còn nhiều. Ta sẽ lại phân tách lại trái một chút xíu. Mỗi lần làm sai khổ lắm. Vàng thì không tiếc đâu, vàng rất là nhiều, mình không tiếc vàng, chỉ tiếc cái chất dung hợp thôi. Đây, thì ghép lại đầu tiên nó sẽ ghép lại trái nhé. Một đây chưa chắc đã đẹp đâu nhé, mình nhất thời chỉ nhìn như thế thôi. Nó nhiều trái quá nó khó. Đây thiên cơ thạch băng này. Để mình tăng cái khả năng khống chế lên đi mà. Long thạch tam nguyên này. Mình rút thích làm sao nhiều trái nhất trên tướng và nó khống chế thứ nhiều nhất. Thì lại quay về nguyền rủa rắc long kiểm tra con queen. Nếu dùng nguyền rủa rắc long thì lại dùng chi thức với lại chân không thì có sát thương không? Tại vì hiện tại giờ à vậy thì lại đéo dùng được quả rắc long. Ơ đéo bỏ mẹ. Cái quả rắc long nó hiệu quả sát thương. Nếu dùng lẻ về quả nguyên rủa vứt cho ai bây giờ nhỉ? Để vứt cho main này. Không thì long thạch nguyên rủa cho con Oden. Oden đang chống một trái, có long thạch chống. Hiện tại có khống chế miễn dịch này, sát thương nộ. Để xem có long thạch nguyên rủa không, ghép long thạch nguyên rủa không được. Để vứt vào cho tối ưu số lượng trái thôi. Bỏ con long thạch thử xem có ghép được không nhé. Để đấy mình sẽ bỏ qua con kia vì con queen nó bị trùng trái. Dung hợp trái cho con long thạch nguyên rủa không nào? Chắc là có đấy. Kéo xuống gần dưới xem có không nhé. Đây mấy trái đam không nói này.
Đây, Long Thạch Nguyền Rủa có này. Để lấy cặp này cũng được. Để cho nó nhiều trái nhất có thể thôi. Rồi, còn hơn 800 chất dung hợp, không may ghép sai ra sửa sau. Thì ghép tạm như vậy. Đấy, thì có lẽ vậy sẽ đẹp trái hơn, tạm thời đẹp hơn. Còn lúc về sau đánh nhau xong lại nhớ ra cái gì sai lại sửa tiếp. Rồi quay về nhé, thì con main tạm thời vẫn đang tròn nhé. Con main rồi con queen. Con queen thì chăm sóc trái này lên, chấp nhận chơi lẻ trái vậy. Sửa đi sửa lại chứ khổ. Đây quả này cho lên này. Nói chung là vẫn hơi tiếc giá thêm quả thiên long nha. Chắc phải bảo anh xem thế nào làm thêm quả thiên long nữa. Nhưng với điều kiện đội hình nếu ổn, nếu không ổn thì ta cũng không cần thiết thêm. Các bạn là tiêu điểm đợt Tết, sự kiện Tết thì sẽ lấy quả con Yamato. Nếu như giải phải cho lấy thì sẽ lấy Yamato. Nên thành ra là hiện tại cũng chưa có nhu cầu lên thiên long sớm. Còn thực ra bảo lấy thiên long lấy được ngay ấy mà. Cứ nghe hợp lý là lấy được hết thôi, nhưng quan trọng là xem tình hình như thế nào. Hoặc là bảo anh Gru làm thêm quả tên lửa thứ 5. thì coi như mình sẽ chủ động vấn đề nộ. Để chăm sóc lên Mark luôn đi. Những cái quả 8 sao thì hay cho Mark 40 luôn. Còn quả 6 sao có một số trái là không cho phép mình chăm sóc cao hơn 20. Còn có số trái là cũng không muốn cho lên cao hơn 20. Cái ưu tiên cái quả 8 sao cho lên Mark trước. Đấy, bạn thấy là mất gần 1 tiếng chỉ để suy nghĩ chơi con gì, để thế nào, dùng trái như thế nào và xử lý trái ra sao. Mất 4 tiếng chỉ ngồi lay hoay mỗi đấy mà làm đi làm lại. Đấy là tài nguyên nó vô kể nhé. Còn nếu tài nguyên nó phải hữu hạn còn nhục nữa cơ. Ví dụ hết chất trung hợp cũng mà chờ còn lâu mới đủ. Đây là mình rất là thoải mái tài nguyên đấy. Chỉ việc làm đấy. Thì đánh thì toàn thua thì chết. Queen xong rồi, con Jack xong rồi. Ô đen là cũng xong rồi. Sang tiếp con Uta. Cho tạm lên tí. Này cho tạm 20 xong rồi quả thiên long lên 40 trước. Nói chung là về mặt lý thuyết thì nghe rất là hay, nhưng mà đôi khi thực tế đánh nó vẫn lại thua tét đấy. Tại hiện tại mình đánh là đánh trong tưởng tượng và mình cảm giác rất là mạnh. Nhưng mà thực ra thực chiến có thể phát sinh cái vấn đề hiệu ứng này nọ. Hoặc có thể do đối thủ quá may mắn nên ta hoàn toàn có thể vẫn bị thua. Nói chung là để tối ưu đội hình này cần một là thêm quả tên lửa thứ 5, không thì phải thêm quả thiên long thứ 3 thì mới ổn được, thì mới đảm bảo nộ hết được, còn không thì vẫn sẽ mất nộ. Và mình ra tăng queen vào là muốn tăng sức khống chế đấy nhá. Rồi bây giờ kiểm tra lần cuối nhá, 40 40 40 với quả dư nữa có thể chăm sóc lên sau. Rồi sang tiếp con bên này, con Oden 40 40 hết này, con Oden là mắc rồi này, con Jack mắc là hai con mắc 40 này. Con Queen là cũng tương đối, hình như quả dừng lại chi thức không cho chăm sóc thêm, không được thêm. Như vậy con Queen là mắc. Con main cũng gần mắc. Vậy thì thôi bây giờ cho nốt lên tí xíu cho nó xong luôn đi. Để cho nốt con Uta, theo trái này cho lên thôi. Nó cho được cho lên nốt cho nó tăng lực chiến thôi nhé, chứ không tác dụng nhiều đâu. Tại dư tí cũng chả để làm gì ấy, cho lên luôn đi. Mình càng đẩy lực chiến lên cao ấy thì mình càng lợi thế đánh trước thì mình càng chủ động hơn. Mà dù đánh trước đen thì vẫn thua thôi, nhưng mà cái lợi thế vẫn sẽ lớn hơn. Rồi như vậy là Uta là mắc nhỉ. Uta là mắc. Ô đen là hai con mắc này. Rồi, con Jack là ba con mắc này. Queen là bốn con mắc này. Rồi còn bao nhiêu dồn nốt con main. Main chắc không đủ mắc đâu. Rồi con main tạm thời bằng vầy nhé. Đó, tương đối cao đấy. Các cái cộng trái là cộng xong rồi đúng không? Rồi tụi mình lại mò mẫm tiếp xem còn làm thêm cái gì không. Ví dụ ở đây xem có cái cờ linh tinh thì dùng nốt đi, có một hai cái cờ dùng bố đi.
Mặc dù lực chiến to lắm thì càng to càng tốt. Trái quỷ cất vào trong, cái hộp này cất vào trong đi. Mấy cái này cất vào trong đi. Tí cái Haki thì mở luôn nữa. Mình xem qua cái này có gì dùng được không, mình mở luôn một số cái túi này dùng luôn cũng được. Thì mình hôm nay tiện mình sửa nick mình tăng chỉ số luôn. Mấy túi random vật phẩm mình lấy luôn ra. Mấy túi này chắc mình mở hết luôn. Những cái gì mà cảm giác gia tăng sức mạnh luôn được thì chắc mình dùng luôn. Báu vật thực ra bây giờ dùng thì chưa đủ set, tôi sẽ để từ từ, báu vật thì chưa cần vội. Cái túi 7 sao ép mình kiểm tra xem đủ chứ. Bóng đêm đến hoàng kim trương chắc là full rồi. Mình kiểm tra cho chắc thôi. Rồi bóng đêm đến hoàng kim trương là xong rồi. Như vậy chỉ thiếu từ địa ngục thôi. Địa ngục luân hồi thanh xà thôi. Mấy cái dư thì bỏ qua đi. Kiểm tra phát nữa còn cái gì có thể dùng luôn thì mình dùng luôn. Dư rất nhiều, dương phóng xạ chắc là nguyên tố chắc là full hết rồi, chắc nguyên tố bỏ qua. Hơn mấy con tinh linh thì để xử lý sau nhé, tinh linh thì cũng chưa muốn dùng sớm lắm. Dùng xong cái bản dùng rồi không lấy ra được ấy. Ở đây hiện tại ví dụ đây chỗ nguyên tố này. Con này đang nguyên tố cũ này, con này làm thành cái nguyên tố mới cho nó ngầu không nhỉ. Một con chưa đủ nguyên tố mới này. Tiếp tục sang con thứ hai, đây mình có con Queen là nguyên tố mới mắc rồi này. Con Jack nguyên tố mới mắc rồi. Oden nguyên tố mới chắc rồi, là ba nguyên tố mới mắc rồi. Con Uta là chưa có mắc không. Thế làm thêm một cái nữa cũng được không. Thì hiện tại mình có ba con mắc, hai con chưa mắc thì xem có bao nhiêu kinh nghiệm dư nữa. Nếu dư nhiều mình làm luôn một cái nữa mắc. 172.900 mà. Cái này sợ chưa đủ để mắc nhỉ. Dùng vàng mua chay hơi tiếc. Tầm này chắc là chưa đủ không. 172.000 là có nhiều không nhỉ. Tại vì cấp sau nó tốn hơi nhiều, tại tí mình nhìn qua cái nick của mình một chút xíu. Nhìn qua cái nick của S1 của mình chút xíu thì từ 29 đến 30 nó mất tầm bao nhiêu. Nếu mất nhiều quá thì chưa thay vội, nếu mất ít thì chơi mắc luôn. Thì mình có một cái nguyên tố của con Robin của mình ở bên kia chưa cho mắc. Đúng rồi, nó mất rất nhiều. Thôi vì cái lượng kinh nghiệm chưa đủ sức để nâng mắc luôn. Có thể đổi cái này sang đường nó hơi phí. Thôi để từ từ nhé. Tại vì cái lượng kinh nghiệm chưa nhiều. Thực ra vàng thì thừa sức mua cái này thì rất là nhanh này. Nhưng mà mua về hiện tại thời điểm này cũng không cần thiết. Tại sắp đến sự kiện Tết rồi, ta để dành sự kiện Tết. Vậy hiện tại sẽ chưa điều chỉnh cái nguyên tố nhé. Rồi thế này bây giờ xem mấy cái này ít ít thì mở luôn cho các bạn xem luôn nhé. Nó cũng không nhiều lắm. Thông ra cái gì mình nâng cái đấy. Hãy thử ra báu vật xem có ai không, test thử tí đã. Đi dò từ trang 1 xem có ai không nhé. Nó bị lag này. Đôi khi nó lag. Đây ví dụ đây có một bạn đúng không. Bạn này hơi yếu, chờ nốt mấy giây nhận nốt tí quà đấy mình mở quà đó. Đánh quét qua một tí xíu lúc điều chỉnh dần đi. Cũng chưa điều chỉnh hết đâu, còn nhiều cái điều chỉnh lắm. Hôm nay mình sẽ bút cả lực chiến lên cao hơn nữa luôn để cho đảm bảo chắc chắn đánh trước. Thì trong lịch sử mình cầm nick Rune có một lần mình bị thua lực chiến, mình nhục lắm. Mình không thể nào lên lực chiến được ấy. Nên từ đó về sau mình rất là cảnh giác lực chiến, mình cho khoảng cách rất là xa để đảm bảo không bao giờ bị đánh sau. Để mình lấy cái thế chủ động, mình có xếp team ấy. Và mình luôn đề phòng trường hợp là có thể chung kết nếu người ta cho cả kiểu phá nộ là mình hoàn toàn để điều chỉnh đội hình khác. Nhưng mà được cái lợi thế đánh trước thì rất là khó phá nộ mình. Ví dụ hiện tại mình để con Jack nhé. Ví dụ mình để con Jack hiện tại nhé. Nếu đội hình hiện tại mình đang để nhé. Thì mình đánh trước chắc chắn Uta mình sẽ nộ là 50 nộ rồi. Oden mình chắc chắn sẽ nộ, nếu giả sử địch có để con giảm nộ chắc chắn mình vẫn sẽ nộ. Rồi thì Oden chắc nộ sẽ cộng thêm là 25 nộ. Vậy hiện tại con Jack của mình đang có là tổng cộng là cộng hai con búp nộ đã được 75 nộ. Cộng với nó là có tên lửa cộng 10 là 75 nộ, cộng quả thiên cơ 35 nộ nữa là nó có 185 nộ, cũng không thể nào cản được mình nộ. Còn con Queen ấy thì cầm một con giảm nộ đủ sức cản rồi, nên gần như đội hình cũng không ảnh hưởng nhiều, vẫn sẽ nộ bình thường thôi. Nhưng mà cái đội hình nó chỉ mạnh khi đánh trước ấy, tại vì đấy người ta không thể giảm nộ Uta được. Còn nếu người ta giảm nộ Uta được thì mình vất vả. Thực ra giảm nộ Uta vẫn sẽ nộ được, nhưng mà quan trọng mình đang muốn chơi Uta nộ phủ đầu ấy. Rồi sẽ bỏ cái mỏ đi mình đánh thử nhá. Đánh. Ồ, mình đang hơi ít máu à. Này đánh nhau nhiều quá hơi ít máu thì bơm tí máu. Nhiều khi nó bị lag hiển thị hay sao ấy. Máu rõ nhiều sao cái báo hết máu. Đâu không sao đánh bên này được. Nhiều khi đánh thì toàn đen đen một trận cũng hao máu hơi nhiều. Mà đối thủ này hơi yếu thì sợ ấy, mình cứ xem qua một chút xíu đã. Đầu tiên mình xem qua cái công thức nộ nó ổn chưa. Gặp đối thủ không Uta xem nộ ngon chưa, không có bờ rút cái thứ linh tinh sẽ nộ như thế nào. Gặp đối thủ kiểu này thì chắc chắn mình sẽ nộ rất nhiều.
Nhưng mà tỷ lệ cao Chopper đánh thì vẫn sẽ nhụt chí con Queen thôi. Trừ khi mình khống chế luôn con Chopper. Nên mình may mắn mình phá được khiên mình ấy, nhưng mà chắc là hơi khó. Mình sẽ đánh rất mạnh vào hàng sau của địch nhé. Mình chơi Jack với chơi Queen mà đối thủ đứng kiểu này hai con đằng sau bị tấn công rất mạnh. Nhưng nãy con Jack mình chưa nộ à? Từ từ xem lại tí xem nãy con Jack mình nộ chưa vậy. Nếu mà may mắn có cái con Uta nó búp cái hiệu ứng cái thế giới âm nhạc nó trúng vào con Queen thì mình sẽ nộ dễ hơn. Nãy mình nhìn không rõ lắm, mình xem lại tí. Thắng thì chắc chắn mình sẵn rồi, mình xem qua cái chỗ nộ có rủi ro thì không thôi. Con Jack mình có thiếu nộ à? Nó thật tại sao lại thiếu nhỉ? Quên mẹ mất chưa cộng. Nãy ghép lại trái quên chưa cộng con Jack lên. Báo sao mất nộ vô lý vãi trưởng ấy. Quên mất chưa nâng lại, để nâng lại một chút xíu. Nãy mình ghép lại trái mình quên chưa nâng lại cái kinh nghiệm trái. Bảo vô lý vãi trưởng ra, nick room lại thiếu nộ. Rồi, ok vừa đánh xong phát nhận ra một điều, ta quên chưa búp nộ nhé. Thế là vẫn thắng này, đây vì đối thủ yếu thôi, nhưng mà quan trọng điều nãy mình quên không búp nộ, mình sẽ búp lại nộ lên. Rồi cộng 10 còn dư bao nhiêu nâng quả này chút xíu. Có đủ lên cộng thêm một cấp nữa. Này cần khoảng tầm 3 triệu kinh nghiệm, mình ở đây còn có 1,8 triệu không đủ lên cộng 6 nhé. Rồi, ta quay lại tìm đối thủ khác. Ok, không có ai, thôi ta sẽ vào test sau. Ta tiếp tục đi giải quyết tiếp, mình tưởng có ai mình test luôn mà chưa có, mình cứ mở hết cái đống này đã. Nói chung mình đang hy vọng rất nhiều sẽ vô địch. Nhưng mà mình hy vọng là hôm mình lên video đã vô địch rồi, chứ không phải lên video xong thấy thua rồi, thì buồn. Nhiều khi cũng buồn lắm. Mình muốn là một cái chiến thắng thì đó nó đỡ khó. Tại mình nghĩ bây giờ Dam Gru thì mình nghĩ là Dam Gru thì chắc là thuộc tầm to gần như là nhất game rồi. Nên mình nghĩ là cái cần chúng ta cần cần sự khống chế. Chứ đôi khi cũng không cần phải nộ nhiều. Nộ nhiều mà không khống chế được địch, địch cứ miễn dịch đều thì cũng chết thôi. Nên mình muốn là phủ đầu địch, phá địch thật nhiều để hàng giảm được cái rủi ro, đặc biệt khi địch cũng đa phần có Uta. Nên mình muốn là khống chế khử địch sớm. Cái này cũng mở luôn đi. Cái video sẽ khá là dài vì mình sẽ tu sửa rất là nhiều. Và theo nguyên tắc là mỗi khi bạn thấy cũng hơi bị vấp một tí. Tại vì đơn giản là mình không có sự chuẩn bị trước. Mình nhảy và mình quay luôn thôi. Tại vì giờ biết nó làm một lần đâu vì sửa nó lâu la lắm. Mình không rảnh đi cắt đâu. Mình, hay nói chính xác hơn mình không có editor. Nếu mình có một bạn editor người ta sẽ làm cho video ngắn gọn lại xúc tích lại. Nhưng mình không có ai làm, mình làm quay sao cho bạn xem vậy. Thì nó sẽ rõ ràng hơn nhưng sẽ rất là dài. Tại vì mình không có người hỗ trợ. Mình cứ nghĩ sao làm vậy thôi. Xong làm sai thì sửa luôn trên video thôi. Xem mình búp được Gru được khoảng tầm bao nhiêu lực chiến nữa. Sửa về sau đợt Tết sửa thêm lần nữa. Mà vẫn chưa dám chốt đội hình nữa, sợ may rủi ro thua nhiều. Chưa dám chốt vào trong vương giả chiến. Cái này cất tạm vào trong đi được. Túi này thì mở luôn đi. À quên, cái này mở sớm là đéo thì cất rồi. Thôi lỡ mở rồi thôi. Để bên trái đấy bây giờ Gru không cần bên trái đấy nhá. Mở nó tốn ô. Bán bớt mấy cái răng rác này đi. Thêm mấy cái cờ dùng. Vàng cất vào kho, nhớ hôm nào anh chủ nick mất tích thì có cái dùng tạm. Nhiều khi mấy anh ấy hay bận tinh tinh hay mất tích ấy, thì đôi khi mình sẽ vứt tạm đi một chút xíu để mình có cái vàng để dùng tạm. Để đảm bảo nick nó lấy cộng với số vàng rất lớn bên ngoài. Nhưng mà giờ vàng này đến sự kiện đặc biệt là hết đấy mà. Chủ yếu là chỉ dùng trong những cái tháng ngày hôm nay sự cố thì mình dùng thôi. Thế bạn ý là mình cất rất nhiều vàng trong kho
Tại vì phòng không may nhất anh chủ nick bị mất tích đi công tác đi đâu đó chẳng hạn ấy, thì mình sẽ có cái mình dùng tạm ở trong kho, mình toàn cất các túi vàng lại này, mình toàn cất các túi vàng này, về sau có gì bí mình dùng chứ mình không dùng luôn. Cái haki dùng luôn đi. Mấy trái quỷ chắc mình dã dần đi thôi, để nhiều cũng chật túi, hiện tại túi chưa có sự kiện gì lắm thì cứ để vậy. Về sau có sự kiện thì sẽ dã bớt đi, để có gì không may thì truyền kinh nghiệm thì truyền qua truyền lại cho nó tròn kinh nghiệm ấy mà. Danh hiệu chắc là trùng rồi đúng không? Trùng rồi cấp vào kho. 7 sao ép này trùng rồi cấp vào kho. Cái này chưa có nữa sẽ dùng này. Các bạn nó dùng lẻ cái chưa cần dùng gấp lắm. Phải dùng giờ cũng lẻ ấy. Chưa tăng được chỉ số, đang có dẫn hai món. Thêm món thứ ba chưa tăng chỉ số được. Này nó không nhiều lắm thì mình mở luôn, nếu bình thường nó nhiều là mình cắt luôn đoạn này đi, nên thôi nó ít quá thì mở luôn đi. Tại vì cái đợt sự kiện đặc biệt, cái đợt mà ra nhiều nhất đợt nó end thì mình đã mở xong hết rồi. Đây chỗ này phát sinh ra chút thì không vấn đề lắm. Thế ít nhân tố ác quỷ kéo chăm sóc thêm một chút trái. Haki dùng hết luôn cho rộng, coi như dọn dẹp túi luôn. Với cái berry mình hay cất để dành, bao giờ bất chắc thì dùng, nhưng còn bình thường thì ít khi dùng lắm. Vàng cất vào kho để dành đi. Này trùng rồi cất vào kho nốt đi. Thời điểm này hiện tại chắc là mấy cái nhiều chiến tích công hội thứ là chắc mắc cấp hết rồi, thì chắc cũng chả dùng làm gì, cứ tích lũy vậy thôi, bao giờ cần thì dùng. Chứ còn hiện tại dùng bây giờ gần như không có gì để nâng, để mắc cấp 200 hết rồi. Nếu mình xem số tướng nào mà chưa nâng nhiều haki quan sát vũ trang, chắc mình nâng lên nhiều cho nó trâu hơn nữa. Không biết Angry cho mắc chưa nữa, mình kiểm tra lại xem sao. Nếu mà chưa mắc thì mình cho nó mắc luôn. Lực thì cất trong kho, berry cất trong kho, cái vàng cất trong kho đi. Cái con pet rất là đen nhé, mình vẫn chưa tìm được con chó. Mình mở mấy tuần nay vẫn chưa kiếm được con chó ba đầu. Mình cần con chó ba đầu cho Gru tỏa sáng trong đấu trường pet, hiện tại vẫn chưa kiếm được, đen vãi trưởng nữa. Tức là level pet mình cộng rất là cao nhưng mà mình không đủ 4 hệ nguyên tố, mình không thể đánh được cái đấu trường pet lên cao. Chờ mãi chưa ra, tức quá, đép thèm dùng, nó vứt ra ngoài. Về sau đem dã lấy, về sau dã cái này ra lấy tài nguyên khác, nhưng mà hiện tại lười chưa dã. Này vứt được trong kho rồi, về sau cống cây nữa. Cất trong kho. Nick này cũng để dành, cái này về sau để quy đổi vàng cho lúc nào giả sử cốn khó. Rồi hiện tại nick giàu quá cũng chả dùng đến thì cất trong kho để dành. À nó túi kho nó đầy mất rồi. Kho đầy rồi thì thôi. Rồi mấy cái này bỏ qua đi. Mình xem có cái gì cần, nó rất nhiều cái kim cương cổ đại, có thể mình sẽ mạ thêm một chút xíu cho đam phủ con Queen. Cái linh tinh thì chưa cần lắm, 65 mảnh. Nên chắc chắn là đây là một báu rồi, hơi tiếc một tí là trước mình giật cái sự kiện Giáng sinh hụt. Thành ra mình không lấy được cái báu cuối cùng, lại chờ sự kiện khác lấy thôi. Mấy cái túi thần thạch bây giờ không ý nghĩa nhiều lắm, thì tại trong kho có thể thấy là cất rất nhiều túi rồi. Có đủ túi thì cũng kệ nữa, cũng chả dùng tới. Linh tinh mấy cái này không dùng tới. Đấy mấy cái cờ dùng nốt. Nghĩa cờ khi bạn là mới hay xuống cuối túi đồ.
Bạn này của server nào mà liều thế? Hoặc chắc bạn mấy bạn server mới đánh 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 thử vận may thôi. Mấy bạn này không quan tâm đâu. Đi trái dư dư xem dồn được quả nào. Hiện tại cho các quả đây tại cộng tương đối rồi. Nếu bây giờ dồn thêm vào, ví dụ quả này cần tận 3 triệu kinh nghiệm chắc cũng chả đủ đâu. Có thể long thạch tam nguyên không cần thiết lắm. Thôi không, cứ vứt dần cho trái Uta. Trái Uta bị lẻ tí kinh nghiệm này. Vứt dần về sau có gì chỉnh sửa sau. Cứ dồn vào đấy đi. Còn lâu lên là cộng 9 thì cứ vứt vào đấy đi. Nó rộng túi đấy. Tinh bàn sẽ nâng lên nhé. Mình sẽ tục sẽ nâng tiếp tinh bàn chính không nhỉ. Tinh bàn thiên phú hiện tại ở cái Tarot. Tarot hiện tại cũng mắc rồi. Mắc rồi mà thực ra về lý thuyết mình chỉ chưa có bên một đam thôi. Nên ra thôi mắc rồi sang đam kia không may thừa thiếu vẫn xử lý được. Mình nâng tinh bàn chính tiếp đi. Tiếp tục mình sẽ quay trở về tinh bàn chính nhé. Tại hiện tại vẫn chưa đến thời kỳ của main nên chưa cần dồn tinh bàn thiên phú lắm. Còn thực ra những cái kiểu như tinh linh thạch ấy, trường hợp xấu nhất mà chơi kiểu nhà giàu ấy, nó cho mua rất nhiều đúng không? Nó cho mua gần như không giới hạn số lượng. Còn nên thành ra bí quá thì mua một vàng. Nên trường hợp gru chơi dễ lắm. Chẳng qua vấn đề nó không có cần thiết hay không đâu. Còn nếu cần thì cứ vào mà chơi thôi. Nên thành ra mình có những cái mình sẽ tiêu hoang hơn người khác một chút xíu. Tại vì có lúc nick nó cho phép mình làm như thế. Còn hiện tại con main đang yếu thì không cần lo. Nâng tinh bàn chính được cả team thôi. Nên nhiều khi mình nói vậy cho các bạn nào xem đừng bắt chước. Tại vì đôi khi có những cái nick người ta nhiều tiền người ta làm không sao. Kể cả các bạn làm sai cũng chả sao. Nhưng mà những cái nick ít tiền thì không nên bắt chước với cái này. Tại vì lên cái bậc cao thì tốn lắm, chả lên được đâu. Nhưng mà thực ra mình nghĩ nick ít tiền thì vẫn nâng tinh bàn chính nữa. Tại vì tinh bàn thiên phú và xác định không chơi đứng bên nữa. Thì bạn nâng tinh bàn chính như này cũng được. Đây được 30 bậc rồi đấy. Đống này đống lần trước mình mở quà ra rất nhiều người tài nguyên đấy. Tại các anh tốt các anh bận không mở nên toàn mình đi mở thôi. Mình mở ra thì tài nguyên nó vô hạn. Nếu mình xem có cái ma khí nào khá hơn cho con Queen thôi. Tại hiện tại giờ vô tình mình thành chơi hai ma công. Thực ra mình không đánh giá cao khả năng gây đam của Uta. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại trường hợp anh đang để vậy cứ để vậy thôi. Tại giờ mình vứt cái quả sát thương sang nó hơi khó. Thực ra không phải là khó mà vấn đề vứt xa nó ảnh hưởng vấn đề hồi sinh. Thành ra mình không ra vứt kết quả kia xa. Ấn cái này động đến lực chiến sẽ hơi lag một chút nhé. Không biết cái này mắc là bao nhiêu này, nên 33 bậc vẫn chưa cảm giác, chưa thấy dấu hiệu gì của sự mắc cả. Chỉ thấy tốn thôi. Mỗi lần mất khoảng gần, mất tầm một trung bình 100k tinh linh thạch cho một lần nâng đấy. Này nâng thêm được khoảng tầm 4 lần nữa là hết này. Thì lên thêm một bậc nữa là coi như hết. Rồi tạm thời dừng ở đây nhá, hết mẹ rồi, không lên được, vẫn chưa thấy mắc đâu cả. Rồi tiếp tục ta sang tiếp chỗ mạ vàng, từ mình xem lại cái đồ đó. Ví dụ con main ở đây hiện tại đang sử dụng đây ma khí cùi không nói làm gì. Con Queen đang tạo một cái ma khí cao nhưng mà chưa mạ nhiều. Con Jack đang ma khí cùi, con Oden ma khí cùi. Uta thì là ma công mẹ rồi. Rồi ok, thì mạ tiếp vào cái ma khí kia. Tại tầm này chắc đi mạ đam đấy, máu chắc cũng nhiều rồi, chắc cũng chả cần mạ mấy. Đây, tầm này tầm mạ rất là cao rồi. Con Queen cho lên tí khí thế. Queen thì cóc cần mạ nhẫn đâu, nhưng mà tôi kiểu mình cái gá đồ linh tinh sang nhau ấy thì không kệ vậy. Thực ra mạ với cái sao xanh là hơi tốn. Thực ra mạ tầm khoảng sao xanh nước biển chắc là được rồi. Thôi kệ, cứ cho thêm một chút xíu đi. Ở đây hiện tại cái team của Gru thì hoàn toàn hồi sinh theo độ khí nhé, với theo chỉ số, không có hồi sinh theo máu. Hiện tại đang không chơi chopper, không hồi sinh theo máu. Thế ra mình thích thì mạ thêm cái này chút xíu này, cao cao tí lên tí máu cũng được. Tại vì vẫn chả hồi sinh theo máu. Dư một chút xíu được, cái này chắc đừng cấp. Thiếu bao nhiêu thì dồn tí cái này lên. Tại mình đang chơi rắc long xoáy vật công, cho tí lên tí, à hết tài nguyên rồi. Cũng chả sao cả. Có những cái chơi rất là bựa, chả theo cái nguyên tắc gì cả. Cái chỗ này chắc không lên được nhiều. Chỗ này chắc lên được khoảng tầm 1 cấp, 1-2 cấp thôi.
À cái này là 500 đến mấy nghìn rồi, vậy vẫn thêm một cấp nữa. Lên là cung 6 nhỉ. Cung 6 700 bao nhiêu không đủ. Là lên cái cung này đó. Chưa đủ lên cái cung kỹ năng này. Các bạn vì server ra sau chứ không kịp thôi, chứ còn tài nguyên cũng rất nhiều lắm. Đây đây là khoảng tầm chỗ vật phòng này là coi như hết hết điểm. Ra cái này mà thích chơi lớn, thích mua nhanh cũng được. Ta có thể ngồi tinh luyện nhanh, ta mua thứ đinh tinh lên bằng vàng cũng được mà nó phí, chả làm gì. Còn main đang không chơi lắm. Thử vận may 3 lần đào xem ra cái gì nhé. Chả ra cái gì lên hồn rồi, toàn cái củi. Nhìn cái đấy nhớ cái trận hình xem là nâng bao nhiêu rồi. Ở đây có 3.800 cái dấu đỏ này. Trận hình mình đang nâng trung bình ở đây là cấp 55 rồi, cho tiếp lên cấp 56. Cái này 56 rồi, 56 rồi, 56. À 55 cho lên 56 này. Cho lên 56 này. 56 này. Bên này trận hình nó tăng không nhiều lắm thì nhiều khi chả nâng cũng chả sao đâu. Mình cứ nâng dần lên đi. Tiếp tục cho tiếp lên 57 nhé. Năm tám thì hết rồi, không cho lên 58 được. Tẩy trận hình hiện tại, cái này tẩy tốn vãi nồi nên chắc cũng không tẩy cố. Đây còn 3 dòng cuối chưa mắc mà có, đây có tận 7.000 nữa. Có tận 7.000 cái đá huyết linh, có nên thử vận may không nhỉ? Không phải toàn dòng thiên phú cao rồi, tẩy sợ đen. Thôi, cái này bỏ qua không tẩy đâu, tẩy cái này lâu lắm. Tôi giờ còn cái gì nhanh thì làm trước thôi. Kiểm tra cái Haki một chút xíu nhé. Thì Haki ở đây hiện tại, những con tướng đang chơi hiện tại, ví dụ Uta để mức 50, cái này mắc hình như là 7 mấy. Uta đang để chỉ số thấp nhất thì mình không muốn cộng thứ nhiều. Mà Oden đang 75 là mắc không? 75 là mắc, nhớ mang má là 75 là mắc. Đây, 76 là mắc à? 76 là mắc nhá, 76 là mắc. Jack, cho luôn đi 76 đi. Tầm này dư quá trời. Tận bao nhiêu ấy. Ôi quên, suýt ấn nhầm Sura, phân phối lại. Cho mắc cho châu mình cũng chả hồi sinh cho máu. Rồi, 76 là mắc này. Con Queen, cho lên 76 nốt cho mắc đi. Cũng chả có cảm giác cái Haki quan sát vũ trang nó nhiều, cũng chả thấm bao nhiêu cả. Ngày nào mình chả đào bằng vàng, cũng thoải mái nữa. Hai cái chỉ số nó nhiều thì cho dư vào. Con main thực ra giờ thích lên thêm một chút thì cũng được. Thì Haki nó rất là nhiều. Nhưng mà thực sự có cần lên không nhỉ? Con main hiện tại đang là Haki giai 8. Nếu mình muốn lên thêm một chút xíu thì mình cần lên 65. Mình xem địa hạt chắc là thừa. Lên 65 mất tầm bao nhiêu thì 170 mấy. Một đây mình đang có bao nhiêu? 200 bao nhiêu mất 170 mấy. Lên khoảng tầm 5 cấp thì chắc mất tí thì cũng còn 150 mấy. Thế là cái số lượng Haki bá vương vẫn sẽ nhiều hơn Haki Sura. Vậy lên tí cũng được. Tại vì thực ra nó cứ Haki bá vương nhiều hơn Sura được thôi. Mình nâng một tí. Nếu cảm giác Haki bá vương nó tụt nhiều quá mình không nâng cố. Còn đây nó cảm giác vẫn đủ thì cứ cho lên thôi. Cho lên thêm một giai nữa đi. À địa hạt thiếu thì kệ vậy đã. Cái này đào luôn đi, đáng tiện làm nhiệm vụ luôn. Đấy, ngày nào cũng đào vàng nên cái Haki cũng nhiều, cũng không ngại vấn đề nâng con main lắm. Chủ yếu là chưa đủ thôi. Con main hiện tại biết là lên giai mấy là mắc nhỉ? Đột phá main hiện tại nên lên giai 9 là chưa thấy dấu hiệu của mắc. Đó cứ từ từ. Tiếp tục là sang tiếp cái vùng biển thần bí, cái này mình rất là hạn chế đụng vào tại vì cái lượng tài nguyên cần để khắc cao rất là tốn ấy. Mình xem qua xem con Queen này mắc 90 rồi, thôi con Queen rồi, vậy là được rồi. Tại vì các bạn cái đấy sợ về sau nó mở giới hạn thêm lại không có mà dùng. Ở đây tiện đang làm cái thứ đinh tinh thì mua bánh mì luôn cho khỏi quên này. Tiếp tục ở đây xem có quà nhận thêm không. Ra vượt mẹ cái phản hồi rồi còn đâu nhỉ. À vượt luôn tích lũy tiêu hao vàng rồi. Cần có 3 triệu vàng tiêu vố nó mất 3 triệu 8 gần 4 triệu rồi. Nick nhiều, nick đầu tư nhiều nó vẫn dễ tiêu xài, cái thứ nó cũng đơn giản lắm. Tiếp tục là còn cái gì không nhỉ. Này độ tích cực ở đây là chế độ làm từ từ, nó cái đấy không vội. Thì sẽ còn cái gì điều chỉnh. À có cái viện nghiên cứu này nữa. Cái nghiên cứu này chưa mắc. Để mình nâng tương đối một chút xíu. Rồi nâng sinh mệnh cho nó mắc đi. Cái này nâng sẽ hơi lag một chút xíu vì nó động vào vấn đề về cái lực chiến. Nó sẽ lag một tí. Ở đây mỗi lần bỏ qua mất khoảng tầm có 50 vàng nó cũng rẻ thì ấn bỏ qua luôn, mình nâng luôn cho nó mắc nhé. Mình sẽ để auto click vào, chỉ sợ thiếu chiến tích thôi. Để mình nâng luôn cho nó mắc cho nó cao hẳn đi. Hôm nay sẽ tu sửa luôn một thể cho nó lên hẳn luôn. Nhưng mà tu sửa lực chiến dù mọi thứ có cao thì cái tỷ lệ đen nó thua chung kết vẫn có. Chẳng qua mình chỉ cố gắng tăng cái cơ hội thôi. Chứ không để nói 100% là thắng được. Mình mà biết 100% thắng mình đã không thua. Nên là chỉ cố gắng thôi. Chẳng qua là mình có ưu thế bởi vì nick nó chỉ số to. Và mình quay video khi mình chưa biết thắng hay thua. Nên thành ra lúc lên video không may thua rồi hay là thắng rồi các bạn thông cảm vậy. Là mình cứ quay vậy thôi. Do mình đăng thôi, mình không quan tâm thực tế kết cục cuối cùng là như thế nào đâu. Mình có sao thì quay vậy. Nó sẽ rất là lag tại vì nó động đến lực chiến.
Rồi qua đây mình xem chiến tích. Thứ này chắc mình tua qua chỗ này nhỉ. Chỗ này nó lag lắm. Mình sẽ tua qua tí mình lag nó chậm ấy. Mình sẽ tua bạn luôn cái lúc mà nâng xong nhé. Rồi ok, hiện tại đã nâng tương đối rồi. Nói chung là thời đã mắc được tất cả chỉ số đam mấy máu rồi. Các chỉ số thủ vẫn chưa mắc. Nói chung chiến tích nó tốn hơi nhiều. Tạm thời được bằng vậy. Lực chiến hiện tại giờ đang là khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Ba chữ số, 363 triệu lực chiến à. Lực chiến hiện tại trong vương giả chiến là bao nhiêu ta? Trong vương giả chiến hiện tại Gru đang hiển thị là 360 triệu, thêm một khoảng tầm một chút xíu nữa, nói chung cũng chả thêm được mấy đúng không? Tập này cũng cao quá rồi. Rồi sơ qua một chút như vậy xem còn cái gì điều chỉnh không, bây giờ lại ngồi ngẫm nghĩ còn gì không trước khi vào chốt team và test thử xem đánh đấm thế nào nữa. Rồi, cái thân mật, xem cái thân mật sẽ mắc chưa này. Chỗ này sợ hơi ít thì sợ không lên được cấp mấy. Tại mấy cái đồ này nó tăng thân mật ít ấy, nên ra là cũng không được nhiều. Chỗ này còn như không thấm thì vẫn là 115 nữa. Nó coi như giải phóng túi đồ rộng ra một tí cũng được. Giờ con Queen hiện tại là 115 thì mấy con này chắc 115 hết. Một con 115, hai con 115 này. Đấy, con này nữa là... Con này hiện tại chưa tăng thân mật mấy à? Con này tăng thân mật lên một chút xíu chả ảnh hưởng mấy. Đấy, rồi truyền lên chút xíu đi. Chủ yếu mình không chuyển sinh nữa thôi. Những cái con gốc, con queen chuyển sang. À quên, mình không chuyển sinh cũng chả lên thiên mật, quên mất. Thân mật thì chuyển sinh mới tăng được. Thôi bỏ qua đi, tại vì thằng nào cũng không chuyển sinh rồi. Đấy, đang muốn chơi hồi sinh kiểu chỉ số thấp nhất ấy. Rồi còn cái gì nhỉ, trong cái kiểm tra tí cái viện nghiên cứu trong công hội nào. Chắc là mắc hết rồi đúng không? Đây cái này mắc 200 hết rồi là xong rồi này. Còn cái vùng biển thần bí không đụng rồi, nguyên tố không đụng rồi. Mà vàng thì đụng xong rồi. Cường hóa tí cái thời trang, còn thời trang thì cường hóa chút. Đây có khá nhiều, ví dụ cái này đang 29. Có cần cho đến 30 không? Ví dụ xem qua con tướng đã. Uta hiện tại đang ở cộng 29 này. Nó có bảo cái vét nó tăng chỉ số, mình hơi ngại cường số cái để 29 đi. Oden là 45. Queen đang 40, Jack là 35. Cho main lên 30, chỗ dư để đấy được. Tầm này cái chỉ số cũng không quan trọng nhiều. Rồi cứ để như vậy đi. Như vậy còn lại cái gì nữa không nhỉ? Có lẽ là chuẩn bị giai đoạn có thể test đội hình nữa. Bây giờ bắt đầu test xem là đánh đúng chưa nhé. Vào đấu trường, à quên, vào đại chiến thế giới cho nó khỏe. Rồi đánh lên Tuệ Minh tiếp nhé. Ô, thua, bỏ mẹ. Vừa trêu anh Tuệ Minh xong cái này thua luôn. Để đánh xem thế nào nhé. Mình chưa update trận vào trong vương giả chiến đâu. Sắp gặp anh Tuệ Minh rồi. Để xem thua vì đen như thế nào nhé. Ố, bỏ mẹ. Sao ô đen mình chưa nộ? Từ xem lại xem nào. Hay bị con Tesoro nó không chế à? Đầu phộng ăn trầm mặc à? Vỡ mặt rồi. Ăn trầm mặc. Nó cứ tỷ lệ rủi ro đấy nữa. Ô đâu đeo... À, chắc bị nó phá miễn dịch rồi. Thì đeo ngũ phúc là miễn dịch trầm mặc rồi. Nó vẫn bị dính, đèn vãi nổi rồi. Đó, cứ xem tiếp đi. Con ô đen nó hụt thì mấy con sau mình hơi bị hụt tí. Để có tỷ lệ đen ăn trầm mặc ấy. Vô duyên thế không biết được. Khởi đầu đen nhỉ, vừa sửa xong trận phát thua luôn. Đề tài mình đã bị khống chế ngược nhá. Mình tính trận này mình sẽ khống chế đối thủ trước, phát này đã bị khống chế ngược. Nhưng cứ bình tĩnh xem sao, trận này thua chắc chắn rồi mà xem nhây được bao nhiêu turn, sau đó bắt đầu sẽ thử tiếp. Nói chung cứ bình tĩnh, lâu đem một trận thôi, không sao. Vẫn còn nhiều lần đánh mà. Khởi đầu bị khống chế te tua luôn, đen vãi nổi. Ở sao vẫn sợ con Tesoro. Cực kỳ sợ Tesoro luôn.
là cái giấc mộng nộ đẹp của mình đang bị vỡ mộng một tí. Mình không định chơi Chopper vào thì các bạn mình nghĩ là khống chế nhiều hơn sẽ tốt hơn, được phá miễn dịch nhiều hơn. Nên là ra mình muốn cho vào, tại vì ra mình có Jack phá miễn dịch ấy, nên là thời mình không chơi Chopper. Nếu mình chơi Chopper vào để hồi sinh cả 5 con được. Còn đang không nên chơi Queen thì chỉ hồi sinh được 4 thôi. Hay lại vứt Chopper và bỏ Queen ra để chơi full hồi sinh. Đã bị ăn no không chế rồi. Nói chung là cay nhất cái quả đầu tiên thì có thể slow nó khóa nhục vãi thở nữa. Thì nó sẽ đánh lại, xem hết trên báo thì nó sẽ đánh lại. Còn nếu mình cảm giác đội hình đánh đen quá vẫn giữ nguyên đội hình cũ nhé. Thì hiện tại vẫn chưa update đâu, vì đang để xem tình hình thắng thua ấy nào. Là khống chế liên tục hai con của mình. Uta trái là trái khống chế đúng không nhỉ? Rồi khống chế. Nói chung phát này vì có test slow bop hơi nặng. Tí nữa sẽ khắc phục. Anh tuyển đang trêu đấm anh ấy bị ép. À, nhất tí nữa mình xem là nếu Oden mình thành công được cái xác suất khống chế có cao không. Thật ra mình bị khống chế khóa mẹ Oden hụt hết bố sao. Là Chopper nó nhủ trí tận 40 độ ấy, đánh bầy Jack mình không độ được. Sống sang tầng 7 hay tầng 6 đó. À đấy giờ hồi sinh đúng chưa nhỉ? Quên mẹ mất. Ờ thôi cái đánh thêm phát nữa đó. Đây phát này thắng này rồi nhưng mà xem nó áp đảo đó. Mình quan tâm mình xây đội hình muốn là áp đảo đối thủ cơ. Chứ còn nếu mà không áp đảo đối thủ được thì chịu. Thì vẫn chưa hợp lý. Ô phát này búp được hai quả hiệu ứng rồi. Búp vậy thì Queen nộ chắc, cái phát này thì đẹp quá. Búp trúng cái khiên này thì búp vậy thì con Queen mình nộ 100% rồi. Phát này hướng đẹp quá, chưa khách quan. Để xem sao hướng không ra mà không bị khống chế Oden ấy. Là cái trường hợp ấy hay xảy ra nhất. Cái trường hợp này đang kiểu hơi bị may mắn quá. Đấy phát này mình khóa là Chopper luôn rồi còn gì. Jack chém hàng sau. Queen được bảo kê vậy đâm ra là Queen nó nộ chắc chắn được. Còn bình thường mình tính sơ sơ gặp Chopper là Queen như mất nộ ấy. Thank you.
mê cái này nổ cái ô đen nhỉ, cái máu còn nó rút máu rồi chết luôn rồi, máu còn nhiều quá. Mình chưa thấy giá trị của Queen nhiều lắm nhỉ. Thế mình để Jack Queen cùng hàng thì nó có vẻ nó hay hơn là để Sole. Để Sole có vẻ chưa hợp lý lắm. Còn Jack có thể sở hữu một cái tỷ lệ ẩn thân cao kinh khủng. Vẫn chưa cảm nhận giá trị của Queen nhiều lắm. Phải đánh thêm chút nữa. Không thì cho mẹ Chopper vào đánh cũng được. Cái giá trị của con Queen với con đi cùng con Jack nó chưa cao như mình kỳ vọng lắm. Đặc biệt nãy là ăn may Queen độ sớm. Giờ này đánh anh Tuyển vất vả rồi. Anh Tẩn nó chết mấy con rồi. Thế bắt đầu hồi sinh rồi Jack này, ô đen hồi sinh rồi này. Trời, con Tetsuo đánh đau thật. Này đang bị dị ứng bất động à? Rồi bị bất động thật này. Thế mà vẫn thắng kìa. Đấy cái này là may con kit đang bảo kê, đánh trong vương giả chiến phúc không có kit là vớ vẩn mình thua. Đấy là đánh vẫn hơi hiểu, hơi bất an trước anh Tuyển này. Sắp gặp anh Tuyển ở chung kết rồi. À sắp gặp anh Tuyển ở bán kết rồi. Đánh cái này ra thấy trạng thái mặc dù thắng nhưng cảm giác đang bị thất bại đấy. Đánh vậy là đang hơi bị phế phế. Thế mình sửa Jack Queen đứng cùng hàng nữa, mình đổi cho đội hình khác. Để cho Jack Queen đứng cùng hàng, xác suất nó bắn trúng con phía sau nó cao hơn tí. Con main này của anh Tuệ Minh là chết rồi, bị lỗi hình nữa. Cái Jack ẩn thân rất nhiều. Nên là rất trận này đánh vẫn kiểu giác ăn may, cảm giác vẫn chưa chuẩn lắm, vẫn đang kiểu mang yếu tố may mắn hơi nhiều. Uta lại khóa con Jack.
Như ta được cái là khiến miễn dịch nó hơi 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 bị miễn dịch hơi nhiều, nó hơi tốt hơn khoảng khoảng miễn dịch. Mình có Uta mà chống chịu kinh phết đấy. Tại cái khiên miễn dịch đâm ra Queen nó cóc cóc không chế được con Uta. Uta toàn miễn dịch thôi. Hay đánh về trận này cũng tí thua đấy. Nhưng mà anh tuyển trở thành thế lực rất là mạnh. Nãy giờ được phát hiệu ứng vào con Uta rồi. Đánh tận 14 lượt rồi. Đã bắt đầu khống chế được, có thể có cơ hội kết liễu Uta rồi. Nó phải khống chế được, bắt đầu có hy vọng rồi. Khi Uta không ra đòn nó dính hiệu ứng sẽ nhiều hơn. Và lúc ra đòn được cái búp cái khiên lên thì hơi khó khống chế nó. Thế tục sẽ chuẩn bị đánh thêm anh Tuyển vài lần nhưng cảm giác anh là đối thủ xứng tầm nhất. Đặc biệt là sắp gặp anh ở Vương Giải Chiến thì chốt sẽ có nên update trận hình này gặp anh Tuyển không? Hay để dành trận hình này gặp người khác? Hoặc là không update trận hình này vào để đánh thắng hạng D rất là kém luôn. Chuyển đến trận hình này nhé. Cho Jack vào lại. Oden lên trước này, bỏ Chopper cho Uta vào. Uta Oden vẫn là thứ tự đấy thôi, chẳng có đổi lại trận hình một chút xíu đâu. Sau đánh thử xem sao nhé, tôi còn đánh Tuệ Minh tiếp nhé. Tỷ lệ đen mà Oden nó không nổ được sớm nó ít thôi. Đa phần lâu lâu dính một lần, đa phần sẽ không bị làm sao đâu. Phát này may mắn là không chế bố Oden với con main rồi. À, nhưng mà con Chopper lại xóa khiên à? À anh Tuyển anh chơi Chopper nổ sớm thì sao nhỉ? Chopper dùng thiên cơ đúng không? À đâu? Ảo ảnh mô phỏng. Nhầm, ảo ảnh mô phỏng. Không phải thiên cơ. Nó vẫn dính hiệu ứng, nãy nhìn nhầm là cái khiên nó đè đến chốc tưởng xoáy hiệu ứng, không phải. Vẫn đang chơi Chopper đánh thường thôi. Cần đánh nhiều lần thì xem xác suất rủi ro thế nào. Tại mình cũng chả biết thực chiến sẽ dính hiệu ứng hay không, nên ra phải đánh nhiều lần. Jack này lại ẩn thân tiếp rồi. Dây ứng bắt đầu con Oden à? Đúng rồi, bắt đầu con Oden rồi. Nhưng Chopper xóa hiệu ứng thì chắc là xóa được cái bất động chứ. Chopper nó khó chịu phết nhỉ. Hay cho Chopper vào hiểm trợ hiệu ứng luôn.
cho Chopper và vẫn xây đội hình được thì thấy bỏ Queen cho Chopper vào thôi. Chẳng qua mình rất là muốn tăng khống chế mà có vẻ khống chế lại chưa được nhiều. Chả lẽ là cho Chopper cho châu bò hơn. Chỉ do dự giữa chơi Queen để lấy khống chế nhiều hơn hay chơi Chopper để bảo kê team nhiều hơn. Hay bỏ mẹ Jack đi cho Queen vào ta. Đấy để chơi main vật công. À quên nhầm, bỏ Jack đi cho Chopper vào. Vẫn lấy Queen khống chế mà chơi con Chopper đi cùng con main vật công cho nó xoáy tí cho vui. Thì đánh vậy nãy giờ thấy bị tấn công ngược hơi nhiều. Nhưng mà nãy giờ chỉ đánh mỗi Tuệ Minh, mình chưa test thử với người khác. Với Tuệ Minh thấy đánh trận này có vẻ chưa hợp lý lắm. Nãy giờ tôi thấy con Queen nó hóa đá được phát con Chopper. Chờ hiệu ứng nó hơi lâu nhỉ. Có lẽ đấy một tai nạn, bây giờ mình lại thấy cái cơ hội thắng lại cao đấy. Bắt đầu lại cảm giác lại thấy cái phun tướng rồi. Phải đánh thêm thật nhiều lần nữa. Tại một hai lần nó không nói lên điều gì cả. Thế sau trận này mình ra báu vật xem có ai để test thử đi không. Mê hoặc hai con mới sợ chứ. Là lỗi hình đấy, tướng còn sống mà nó cứ hiển thị là đã mất. Còn mình Uta mà còn 5 tướng thì mình không sợ. Nếu chưa cần đánh thêm nhiều lần nữa, đánh vậy nó chưa thấy thể hiện được gì lắm. Vẫn thắng thôi nhưng mà để chui ra ngoài kiếm ai đã. Giờ báu vật nhé. Đấy dù đây dưới con đấy có Uta này. Nói chung là thường chơi Uta ta chỉ có thể chơi được Chopper hoặc một rút thôi. Rất khó để chơi được hai con. Mà một con nhụt chí thì mình không sợ. Mình sợ ai chơi hai con nhụt chí, một con nhụt chí thì không có gì đáng lo lắm. Phát này con Oden nó đang khóa rất tốt hai con phía trước đấy. Queen thì vẫn mất nộ như dự kiến nhé. Chơi vậy nó chưa tối ưu được con Queen.
Còn muốn cho con Queen nộ được thì vứt quả tên lửa sao lại không hồi sinh được nó. Thì để chơi hồi sinh main nó rất là tan cho đấy luôn. Mình chưa chốt được nên để phương án là hồi sinh main hay hồi sinh Queen. Uta nộ xong thì gần như sẽ nộ liên tục. Mình muốn xem là cái tỷ lệ khi mình để trận này đánh báu vật nó có tỷ lệ bị thua nhiều không. Thì đánh thường thường sẽ lâu lâu sẽ thua một lần. Thì xem liệu có tỷ lệ thua có nhiều không. Rồi tiếp tục mình đi sang một cái báu khác. Này đánh với đối thủ không có Uta thì nghĩ là áp đảo thôi. Cái này chắc là đánh nhanh thôi xem luôn được. Rồi đây đánh tiếp với bạn này, nãy mới phát hiện giờ con ô đen nó chưa cường hóa lên. Nãy bỏ sao mất nộ mới hơi hơi ảo. Ô đen với Jack nãy chưa cường tên lửa lên. Mình chopper cũng không có gì nhiều đúng không? Thôi ấn hoàn thành nhé, mỗi con chopper không có gì xem. Rồi, tạm như vậy rồi tiếp tục mình sẽ quay trở vào lại trong đại chiến thế giới. Rồi thì đánh một số đối thủ khác trước đi đã, rồi quay về anh Tuệ Minh sau. Đây gặp cái đội hình Brook Chopper, đội hình này là cũng hơi nguy hiểm cho mình vấn đề nộ này. Cái này ảnh hưởng vấn đề nộ khí mình khá nhiều. Nếu mà Brook Chopper đấy mình có 50 cộng với 25 cộng với 75 cộng với 35 là mấy nhỉ? Thực ra cũng không ảnh hưởng nộ mấy, không cũng không ảnh hưởng đâu. Vẫn thử tỏa thoải mái nộ, có một con Queen là khó nộ thôi, con Queen thì hơi hơi bí nộ. Queen thì thực sự rất là khó nộ. Mình bây giờ nhiều khi mình đang muốn đeo sử thiên cơ với lại rắc long ấy, cho Queen nộ sớm luôn ấy. Để hồi sinh main cũng được, để về Queen cóc nộ sớm được. Phát này ra hiệu ứng tràn trề nhỉ. Nếu đánh làm sao thì cảm giác cái team ấy phải sống được 5 tướng full máu. Hoặc không thì cũng phải sống được, cũng phải thắng kiểu áp đảo một tí. Có thể 5 tướng mất ít máu cũng được. Chứ đánh mà cái kiểu lúc nãy đánh anh Tuyển, đánh xong mà gần chết ấy. Đánh xong mà mình cũng gần chết thì cũng không ổn. Nên mình đánh nhiều hơn chút xíu xem là trường hợp đó chỉ là tai nạn đen hay là thường xuyên gặp tình trạng đó. Nếu thường xuyên gặp tình trạng đó thì đội hình này vẫn chưa ổn. Còn nếu lâu lâu bị một lần như thế thì cũng có thể thông cảm được. Nên ra mình phải đánh thật nhiều. Vì chỉ có đen thì có thể tin những gì mình nhìn thấy thôi. Chứ còn ngồi tính toán trong tưởng tượng cái đội hình nào cũng đẹp. Chỉ có cái đánh thực tế nó đẹp như mình kỳ vọng thôi.
Đánh này ta rất thuận lợi, đánh thử The Blue nhé. Quá làm sao đánh mà tỷ lệ cứ thắng 5 tướng nhiều thì mình sẽ giữ đội hình này. Còn nếu mà không mình lại suy nghĩ việc sửa tiếp. Sao còn chờ vì các đối thủ đánh xem mình có bị thua nhiều không nữa cơ. Tại đánh giải đấu thì mình lực chiến to, đánh trước thì không sao. Nhưng mà khi đánh các cái bình thường thì đôi khi ai đánh trước người ta có lợi thế đánh trước ấy. Thì nó lại khác. Ví dụ đánh trong đấu trường hay là đánh trong các cái báu vật tinh tinh thì ai tấn công trước thì sẽ đánh trước. Thành ra cái lực chiến đấy nó không quan trọng nữa. Còn giải đấu lực chiến to đánh trước thì cái đấy yên tâm hơn. Nói chung nãy giờ đánh trừ anh Tuệ Minh ra thấy đánh thứ rất áp đảo, mỗi cả mỗi anh Tuệ Minh không hiểu vì lý do gì mà te tua thế không biết. Và gặp các đối thủ khác thấy đánh gần như rất là áp đảo thôi, cũng không có thấy vấn đề gì quá là nghiêm trọng rồi. Mặc dù Queen thì vẫn sẽ mất nộ thôi, cũng sẽ không nộ sớm được đâu, nhưng mà như vẫn rất là áp đảo về mặt khống chế, đánh gần như đều phun tướng thôi. Nhưng không sao, anh Tuệ Minh khỏe là một tín hiệu đáng mừng. Tại cùng server S59 mà, càng nhiều người khỏe càng tốt. Nếu Uta không ra hiệu ứng Uta Quốc vào chúng quân Queen thì gần như mình không thể nào nộ tân một được. Thì kiểu gì sẽ con nào nhụt chí mình đâu. Mất khiên thì gần như xác định là địch bị khống chế đến chết rồi. Queen nó khống chế rất nhiều. Cái sức khống chế của Queen rất là cao. Chủ yếu nhiều khi địch nó còn cái khiên thì đôi khi không khống chế được. Nhưng mà mất khiên rồi đa phần sẽ khóa rồi. Đấy, đánh gần như toàn phun tướng thôi. Thỉnh thoảng đen hay sao ấy. Đánh thử bạn khác nhé. Có Tesoro, Chopper, Robin, Jimmy ấy. Chứ nãy giờ đúng một trường hợp anh Tuyển đánh là trầm mặc con Oden là không nộ sớm đâu. Còn đa phần thì cũng nộ sớm đấy. Ở phát này dính trầm mặc tiếp à? À không, ở phát này dính trầm mặc tiếp. Vừa nói trường hợp duy nhất xong, bây giờ trường hợp thứ hai này. Người đánh nãy giờ ăn trầm mặc hơi nhiều nhé. Để lẽ có thể tính toán sao book cái khiên nào đó vào trúng con Oden thì nãy giờ bị trầm mặc hơi nhiều. Và con Oden nó trầm mặc là mình đéo nộ được à? Thì có mỗi 35 nộ. Cũng khó nhỉ. Sao chỉ có 35 nộ? À bị nhụt chí à? Cũng hơi dở, nó sẽ hơi gặp sự cố tí gặp có Tesoro turn 1. Nó mà trầm mặc phát thành phiền. Rồi nó đeo trái quỷ miễn dịch trầm mặc rồi đấy, nhưng mà đôi khi nó có khả năng phá với cái miễn dịch tinh tinh ấy. Thì đôi khi trái quỷ nó không phát huy được sức mạnh. Đúng không nhỉ, mình kiểm tra là trái đang đeo như miễn dịch trầm mặc rồi. Đúng rồi, ngũ phục sẽ miễn dịch được cái trầm mặc với lại đóng băng. Nhưng mà đôi khi nó phá thì vẫn dính hiệu ứng thôi.
Phát này cứ bị Oden nó hụt một phát là cảm giác ăn khống chế nhiều vãi trưởng. Oden hụt một phát là cảm giác vỡ trận. Nhưng cái máu trâu thì hy vọng vẫn sống được. Hiện tại máu là tầm bao nhiêu nhỉ? Uta đang khoảng tầm 6 triệu mốt. Oden 6 triệu 3, Jack 6 triệu 2. Queen 6 triệu 4 với Main 5 triệu 7. Rất là cao, máu rất là cao. Nhưng mà ăn khống chế thứ nhiều quá. Nói chung là vẫn ám ảnh của Tesoro quá. Hy vọng chung kết gặp đối thủ cũng có Tesoro. Nhưng mà tỷ lệ cao đối thủ chung kết gặp ai sẽ gặp Tesoro thôi. Ví dụ như là khoảng tầm bán kết thì sẽ bán tứ kết gặp Tesoro của One. Bán kết thì tỷ lệ cao gặp Tesoro anh tuyển. Thế nếu là sử vào chung kết thì có thể gặp Tesoro của Lady May. Hoặc gặp Tesoro của bạn không tên với S1 vì chưa biết ai sẽ thắng. Hoặc có thể sẽ gặp Oka, chả biết được. Nếu như mình đánh giá cao Lady May bạn không tên với S1 hơn. Nên chung gặp Tesoro này nguy hiểm quá. Thế là ăn trầm mặc hơi bị nhiều, nhỏ thế không biết được. Bị hai trận thua vì ăn quả trầm mặc ấy. Là hụt một đống nộ luôn. Phát này đánh thua gần như thua sạch. Tại vì ăn khoai quả trầm mặc xong phát là vỡ luôn. Đánh ra cái tỷ lệ trận này đánh nó hên xui nhỉ. Nhiều khả năng mình đang nghĩ đến việc là cho Chopper vào biến Main thành một đam. Đấy, phát này thua thì mình sẽ đánh lại lần nữa xem nó có khác biệt không. Nãy giờ test trận mới ăn mấy quả thua đấy. Toàn thua bị Tesoro chứ, chung cuộc toàn thua bị Tesoro thôi. Phát này không dính trầm mặc thì chắc không sao. Từ từ Oden mình nộ được gần như bị tỷ lệ cao mình sẽ khóa được địch. Thế ra nhiều khi vẫn rất lợi thế. Chủ yếu vấn đề thì toàn Oden nó không nộ được thì vỡ mặt thôi. Oden đã nổ được gần như Jack chắc chắn sẽ nổ rồi. Gia ứng của thế giới Uta ở chỗ con Jack con Oden thì yên tâm rồi.
Nhưng mà thực sự là chưa ưng đội hình này lắm. Thế thì đánh nó vẫn hên xui quá. Đội hình này gặp Tesoro vẫn hơi dở. Mặc dù thắng thì vẫn thắng nhiều thôi. Nhưng cái tỷ lệ thành công nó chưa phải tuyệt đối lắm. Thằng Uta đã bị khống chế một chút ấy. Này ăn hiệu ứng nhiều quá nhỉ. Đây trường mấp chắc phải lấy con chopper và lấy miễn dịch đấy. Thế đánh vầy rủi ro hơi cao. Đánh vầy rủi ro bị khống chế hơi nặng. Thế đánh bây giờ bị phá sạch tất cả các loại miễn dịch linh tinh này. Liệu có lật kèo nổi không? Thì nếu không lật được chắc phải nghĩ việc cho chopper vào lại nữa. Cái đội hình này mình nghĩ là mình khống chế được nhiều, thực ra hoàn toàn toàn bị thằng có Tesoro tẩn thôi. Mà từ giờ đến lúc chung kết vương giả chiến là toàn gặp Tesoro thôi. Nên có lẽ tỷ lệ cao phải cho chopper vậy. Để cho chopper số ưu hơn là Brook. Để Brook vào chopper, thực ra Brook chopper na ná nhau đâu. Thật ra Brook thì thêm tí đam, chopper thì thêm tí phá miễn dịch. Đánh vào đây rất là tỷ lệ cao mình sẽ thua. Bây giờ vấn đề cho chopper vào, cho chopper đứng slot mấy là vấn đề đấy. Thầy hoàn toàn có thể cho đen độ sớm để khóa địch đúng không? Mà nếu giả sử bị trầm mặc thì cũng dở. Thì hơi lăn tăn cái việc để đứng slot mấy. Thầy chopper thì thường mình thích chơi chopper đánh nộ thì cũng nộ thôi, nhưng mà thường thường cảm giác đánh thường sẽ lợi hơn đánh nộ. Chopper trường hợp như thế. Uta giờ đứng chờ chết thôi. Khi mình đánh một đối thủ thua hai lần liên tiếp là mình sẽ phải thay đổi đấy. Đánh thêm lần thứ ba nếu vẫn thua tiếp thì chắc chắn là phải thay đổi nhé. Rất lệ thuộc về con Tesoro đấm thế nào.
Vì tại cả hai đối thủ có đánh được mình, anh Tuệ Minh với bạn này là đều có Tesoro. Căng. Cho Chopper vào vì không biết bị thiếu đam một chút xíu không, thì em sẽ giảm đi một con đam. Đấy chỉ có lệ thuộc hoàn toàn đam vào Jack với lại Oden. Main cũng có thể coi là con đam được. Các bạn vì con Oden ấy, nó đánh nó có khả năng phá miễn dịch, nó khống chế khá tốt đấy. Thế ra mình không dám bỏ Oden. Thực ra bỏ Oden đi cho Chopper vào là đẹp nhất. Nhưng bỏ Oden đi vì sợ mất đi bốn con phá miễn dịch nó hơi phí. Tại Oden nó chém nó khống chế khá nhiều. Phát này chắc tỷ lệ cao sẽ thắng thôi, nhưng mà đánh 3 lần thắng có 1, thua 2 thì cái tỷ lệ nó hơi 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 tệ. Rồi chui ra báu vật một chút xíu đã. Kiểm tra có ai đánh nửa báu vật không thì ra xem đánh thử tí, tăng thêm tỷ lệ tí nữa. Trước khi quyết định là sửa sửa đội hình tiếp. Vẫn chỉ có một người, ít nhỉ. Các bạn đấy yếu quá không bỏ test. Để cho bạn nào khỏe khỏe một tí mà không có. Hiện tại báu vật thì không ai khỏe cả, lại quay ở đây tiếp. Nói rồi ở đây, từ bây giờ mình đánh thử sóc bé nhỏ xem nào. Đánh toàn những bạn top đầu thôi. Hay bỏ mẹ rách đi ta. Để dồn cho con Main thành siêu vật công. Để cho con Queen là ma công. Queen sẽ là kiểu đam chính ma công đi. Queen đam chính ma công. Oden đam chính tuyệt chiêu. Main đam chính vật công. Uta Chopper đây đóng vai trò là con hỗ trợ hay sao nhỉ? Các bạn có Jack có ẩn thân bỏ đi hơi tiếc. Tại đôi khi nhiều khi hiệu ứng rất nhiều ấy. Con Jack ẩn thân nó lại không dính đòn. Không dính hiệu ứng thì gọi thì lật kèo lại khó. Chứ nếu con Jack không không có con Jack thì không có nào ẩn thân cả, sợ dính hiệu ứng đứng cả lũ. Cũng dở. Hay là chơi nhây cho cả Brook Chopper vào nhỉ? Nếu cho Brook Chopper vào đấy thì cho Brook thay Queen, Chopper thay Oden, à giờ thay thay Jack. Lấy Brook làm đam tuyệt chiêu, Oden đam tuyệt chiêu, còn bên đam vật công. Nếu mình chơi kiểu đấy thì sao? Để mình chơi phá mẹ nộ địch đi cũng được. Tại vì nó có lợi thế của Brook đánh trước. Nếu mình có hai con vào mà phá nộ đi thì không cho địch nộ, giảm 75 nộ. Thì hiện tại các đối thủ ở đây chắc là mỗi Brook nhiều tên lửa đó.
Nói chung có rất nhiều ý tưởng để chơi, mỗi lần quan trọng vấn đề mỗi lần sửa nó khó lắm. Mỗi lần sửa ghép bạn trái nó khổ. Chứ đánh vậy thấy vỡ trận vẫn nhiều. Phát này tỷ lệ cao lại thua tiếp này. Nói chung có vẻ tỷ lệ trận này thua nhiều quá, lẽ mình sẽ điều chỉnh nhé. Nhưng bây giờ trước mắt là điều chỉnh Chopper, Brook hay con gì vào thì mình sẽ suy nghĩ thêm. Ở trận này thấy mình chưa đánh giá cao, thấy đánh thua nhiều quá, vẫn phải sửa tiếp thôi. Nhưng mà có lẽ cái thời lượng video nó hơi dài rồi, chắc mình cắt thành video nữa đi. Cái video, nguyên cái video này sửa mất khoảng tầm 2 tiếng rồi, đúng không? Thì có lẽ mình sẽ sửa tiếp và sẽ sửa trong một video khác. Chứ đánh như này thua nhiều quá, mình chưa hài lòng với đội hình này, mình sẽ điều chỉnh tiếp. Tới khi nào mình cảm giác cái tỷ lệ thắng nó phải cao cao cơ, để đội hình này thấy thua hơi nhiều, chưa ưng được. Đánh này chắc chắn là thua rồi. Để đánh bại cách hơi dễ, thật sự đánh bại hơi dễ. Để sẽ cân đối giữa Brook, Chopper với lại Queen Jack xem mà nên chơi những con nào. Còn Odin thì vẫn sẽ giữ thôi, Uta vẫn sẽ giữ thôi. Main thì cố định rồi, bang đấy vẫn sẽ giữ nguyên. Nhưng mà cái này đội hình này chưa thành công, đánh thua nhiều quá. Còn tất nhiên là với đẳng cấp của cái nick này ấy, đánh nhiều lần chắc chắn sẽ win. Nhưng mà đánh về tỷ lệ thua đang hơi cao nên cần sửa tiếp. Chứ còn đánh đi đánh lại trận này thừa sức win. Nó chỉ cần may mắn hiệu ứng hơn chút xíu là win ngay ấy mà. Tại cái thời buổi hiệu ứng ấy mà, thì đánh nhiều lần sẽ win thôi. Ồ, phát này vẫn để win à? Ra chưa chắc đã thua đâu. Mình tưởng thua chắc rồi mà cũng chưa chắc. Nếu là sử con Queen nó không chế tốt đinh tinh thì cũng có thể vẫn sẽ lật kèo đấy. Tùy xem vấn đề con Queen có dính hiệu ứng hay không nữa. Ví dụ con Queen phát này đánh, nếu là sử nó không chế tốt đinh tinh thì cũng có thể lật được. Tôi đang khóa Queen của địch này. Uta chết rồi, Uta chết mất rồi. Mình con Queen liệu có tấn công ngược lại được không đấy? Nếu con Queen không dính hiệu ứng thì hoàn toàn có thể không? Liệu có may mắn không? Ô, đừng nói một mình con Queen cân lại nhé. Mà chẳng có trụ trước con GB không? Không bị khống chế thì hoàn toàn thể đánh được. Tại con Queen thì gần như giờ mất khiên rồi. Vãi nổi, vẫn thắng à? Tưởng thua. Này tỷ lệ cao khéo vẫn thắng. À không, phát này thua, phát này tỷ lệ cao mình sẽ bị khống chế. Queen mình còn hồi sinh không nhỉ? Tại bây giờ mình sẽ bị ăn no hiệu ứng mà. Nếu mình còn hồi sinh thì lúc mình chết không dính hiệu ứng ấy, chẳng hạn ấy, thì mình sẽ có thể lật kèo lại được. Còn nếu mà mình không thì mình sẽ bị thua. Tại vì con Queen sẽ khống chế rất là nhiều. Nếu phát này mình chết mình hồi sinh mình không dính hiệu ứng ấy, thì có thể hy vọng được. Nếu phát này thua. Rồi. Ok nhá. Như vậy mình sẽ điều chỉnh cái đội hình nhé. Đội hình này chưa ưng mình sẽ điều chỉnh lại trong video sau. Và hôm nay thật cứ dừng video ở đây đã. Bạn nào chưa like đăng ký kênh ủng hộ cho mình sẽ đi suy nghĩ đội hình một chút xíu. Tạm biệt các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào nhá.